Tôi biết anh từ hồi cấp 3. Anh là con bà chủ nhà trọ của tôi khi ấy. Hai anh em chơi với nhau khá thân. Thân đến nỗi như anh em ruột thịt trong nhà. Cho tới tận bây giờ, có chuyện gì anh cũng hay tâm sự. Lần này cái chuyện anh trải lòng lại làm tôi khó xử, chẳng biết quyên sao cho phải. Tên của anh đầy đủ là Trần Tiến Dũng. Năm nay anh 36 tuổi. Ở cái thị trấn này, nghề điện lắp điện nước như anh. Tuy không gọi là giàu có, nhưng cũng đủ ăn đủ tiêu cho nhà bốn miệng người. Hơn nữa, chị Nguyệt vợ anh lại làm công nhân may nên cũng phụ thêm cùng chồng. gia cảnh thì không tới nỗi khốn đốn. ấy vậy mà đùng một cái, chị Nguyệt đòi sang Đài Loan xuất khẩu lao động. Anh Dũng lúc đầu can vợ, không muốn cho đi bởi con cái nó cần mẹ mà nhà cũng không đến nỗi đói kém. Nhưng chị Nguyệt gạt đi mà nói với chồng. Thầy Dung đã 8 tuổi rồi, còn cô Nguyên cũng đã 5 tuổi, Ngày trẻ em nói chơi với nhau được rồi Lại còn có ông bà nội ngay bên cạnh Bà cả cũng đầu ngõ thì cứ lo gì Cứ rú rú làm may ở cái xứ này Thì biết bao giờ mới giàu Em đi 5 năm về Là để ra được bón tiết kiệm Lò tương lai cho bọn trẻ Duy đi tính lại Rồi cộng với sự cương quyết của vợ Thì anh Dũng cũng cho vợ đi Vậy là anh chị gom hết tiền chắt chiêu chụp năm trời Còn vay thêm người thân Để đủ tiền cho chị Nguyệt học tiếng Và sang xứ đài những ngày đầu vợ mới đi, anh Dũng phở phạc lắm, phần vì mày mò trong con chưa quen, phần vì nhớ vợ. Cả xóm bảo rằng anh Dũng nghiện hơi vợ, giờ phải cai nên mới thành ra như thế. Rồi thời gian trôi qua, chị Nguyệt xa nhà đã hơn một năm trời, mọi thứ đã ổn định dần. Anh Dũng lại trở về vẻ phong độ, đúng với cái tầm chín mùi của đàn ông tuổi ấy. Ngày đứa con cũng dần quên hơi ấm của mẹ. Thời gian ấy, anh Dũng vừa làm cha vừa làm mẹ cũng đã quen. Có hay trang bây giờ, vợ chồng con cái đôi ba lần, một tuần phách tham nói chuyện. Điều thế cũng chỉ đủ để hai đứa trẻ nhận biết là chúng còn mẹ. Bà Dinh nhìn cảnh con trai gà trống nuôi con, như mổ côi vợ cũng buồn, nhưng không dám nói ra. Cho đến một ngày, biến cố cũng xảy tới với người đàn ông ấy. Hôm đó chiều thu bay bay lá rụng, cũng như bao ngày khác, anh Dũng đi ra chợ mua thức ăn, mà thế nào lòng vòng chẳng mua đủ. Trời mùa này tối sớm, lúc anh Dũng đi về thì dãy nhà hai bên đường đã bắt đầu bật điện. dấu trời run rồi, anh lại muốn đi đường tắt qua bờ hồ công viên thị trấn mà về cho nhanh. ấy thế mà vừa đi tới góc hồ, anh lại nghe tiếng vật nặng rơi xuống ngổ tạo âm thanh như áp sóng vào tay. Định thần lại, anh Dũng nhận ra dưới mặt nước trong ánh sáng mờ mờ của đèn cao áp có bóng người chơi với. Nhanh như cắt, anh chẳng kịp kêu, lao xuống nước lôi người đó lên. Khi đó chỉ còn hai con người đang run run vì ngấm nước lạnh. Anh Dũng mới nhận ra, thì ra kẻ anh vừa cứu là một người đàn bà. Anh hồn hển lên tiếng hỏi người đó. Cô có sao không? Trời tối rồi, thần con gái đi qua đây làm gì? Người đàn bà ấy lại hòa khóc nước nở, rồi trách ngược lại anh Dũng. Sao anh cứu tôi làm gì? Anh cứ mặc tôi chết đi thì có phải hơn không? Anh Dũng lại hỏi. Sao cô lại dại dột như thế? Cha mẹ sinh ra mình nuôi nướng khổ cực tới bây giờ lại đòi chết. Có việc gì mà phải tới nông nỗi này? Người đàn bà vừa khóc thút thít vừa trả lời. Nếu anh mà là tôi, có thằng chồng ham mê cờ bạc lại đập đá chơi cần, rồi về hành hạ tới chết đi sống lại. Trong khi vì không đẻ được, mà cả bị nhà chồng hát đuổi coi thường, thì anh thấy thế nào? Anh Dũng liền hỏi lại cô ta. Cô lấy chồng lâu chưa, mà bị làm sao lại không có con được? Nếu khổ quá thì về nhà mẹ cô đi. Người ấy đáp lại. Nhà mẹ tôi cũng cách đây 50 cây. Tôi lấy chồng 6 năm rồi. Nhưng vì buồng trứng bị đa nang mà khó có thai. Nên dần dần tình cảm lạnh nhạt. Rồi anh ấy lại dở thói chơi bời. Bạn năm nay anh ấy đi làm xa thi thoảng mới đáo qua nhà. Sáng nay chồng tôi về nhà. Nhưng không những chẳng mang tiền về mà lại nợ thêm hàng chục triệu. Tôi có nói vài lời thì bị đánh tới tâm tím cả mặt mày rồi lại đi luôn. Bố anh ta nói vì tôi không đẻ được nên anh ấy mới chơi bời. Vậy là tất cả do lỗi của tôi. Anh Dũng lại khuyên. Thế thì chia tay để giải thoát cho nhau. Đừng để tự hành hạ bản thân mình. Cô ấy đáp lại. Trước kia anh ấy theo đuổi tôi cả năm trời, nhưng tôi yêu người khác. Giờ tôi và người yêu cũ tính lấy nhau nên đi khám. Ai rẻ tôi bị buồn chứng đa năng. Người yêu có vẻ buồn, nhưng không nỡ chia tay. Cứ dùng rằng như thế. Tới khi vô tình chồng tôi biết được. Anh ấy nói sẽ chấp nhận hết miễn là tôi đồng ý cưới. Trong khi tôi tuyệt vọng, có một cách tay dơ ra, vậy là tôi vội vàng nắm lấy. Tôi chia tay người yêu và làm đám cưới với chồng chế hai tháng sau đó. Cuộc sống lúc đầu thì cũng êm ả. À. Đến hai năm sau, anh ấy theo bạn chơi bời, rồi lại bị áp lực từ nhiều phía. Nên cuộc sống của tôi ngày càng bế tắc. Cũng có lúc tôi muốn bỏ về nhà mẹ, nhưng lại nghĩ hai chị tôi đã bỏ chồng. Nếu giờ tôi cũng vậy, thì mặt mũi gia đình để đâu? Rồi mẹ tôi sẽ lại buồn khổ vì lo nghĩ cho tôi Từ trước tới giờ Bà vẫn tưởng tôi có gia đình yên ấm Có chồng yêu thương Nhưng đến hôm nay thì vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi rồi Anh giống lại lựa lời An ủi người đàn bà ấy Cô phải mạnh mẽ lên Như tôi đây cũng buồn lắm Nhưng lại thương vợ vất vả biến xứ người Từ khi cô ấy đi Đài Loan Thì nhà đã không còn hơi ấm Nhưng tôi vì con Nên muốn làm chỗ dựa cho chúng Mà nỗi cô đơn buồn tuổi phải giấu vào trong nên cô cho phép thì cho tôi xin nick Facebook Chúng ta thỉnh thoảng tâm sự cho đỡ buồn thôi Mong được làm bạn tri kỷ với cô Người phụ nữ ẩm ừ một lúc rồi cũng đồng ý Cô ấy tự giới thiệu Em tên là Hà Nhà ở thôn Gốc Thùng xã Đình Xá Anh Dũng lại nói Thế à Nhà tôi và nhà cô cũng cách nhau tới hai chục cây số đấy Tôi ở ngay cái thị trấn này thôi Cô ấy mỉm cười rồi đáp lại Cảm ơn anh được nói chuyện với anh, em cũng vơi bớt phần nào những âm ức trong lòng rồi. Anh Dũng vui vẻ trả lời. Không sao, con người bạn tâm giao cũng tốt. Giờ cô về nghỉ ngơi đi nhá, phải tự thương lấy mình. Thôi, tôi về nấu cơm cho con đây. Bước đầu họ quen nhau như thế đây. Chị tên đầy đủ là Lưu Ngọc Hà, năm ấy 30 tuổi. Khi anh Dũng đi rồi, chị Hà cũng nhoèn miệng cười rồi ra xe máy mà về nhà. Chị chợt nhận ra có người tâm sự cũng tốt. Không hẳn khi ấy chị ta muốn mình sẽ là tiểu tam Mà đơn thuần là mong có một người bạn Họ bắt đầu nhắn tin qua Messenger Và ban đầu chỉ là hỏi thăm gia đình Rồi động viên nhau cố gắng Anh Dũng khuyên chị Hà đến ly hôn chồng Chứ giờ có chồng cũng như không Chị Hà nói đã nghĩ tới việc ấy Nhưng giờ chưa phải lúc Họ cứ nghĩ sẽ mãi xem nhau là bạn Trong đầu chữ ngoại tình chẳng mảy may xuất hiện Thế rồi chính họ cũng không ngờ Một ngày sẽ là bồ của nhau Bước khởi đầu sẽ chưa là gì cả, nhưng lại là bước đệm để tiến những bước tiếp theo. Nếu họ không vô tình lạc vào đời nhau, thì đời này kiếp này không vì yêu mà dây dứt và đớn đau như thế. Chị Hà và anh Dũng trò chuyện ngày càng thân thiết. Đối với chị thì anh Dũng như một nơi để chút bầu tâm sự, vì thứ chị cần chỉ có thế. Chính xác là một người nghe chị nói. Còn anh thì xem chị Hà như một hạt xương trong nắng sớm, cần được bao bọc giúp đỡ nhất là trong lúc này. Chị cũng là nơi để anh tìm thấy niềm an ủi mỗi khi thấy trống vắng. Đã có lần chị Hà khóc trước mặt anh. À không, chính xác phải là qua màn hình điện thoại mới đúng. Có lần anh Dũng nhắn tin cho chị Hà. Cô ăn cơm chưa? Ở một mình thì cũng phải ăn uống đầy đủ đấy nhá. Nếu mà cô không coi trọng bản thân mình thì cũng chẳng mong ai coi trọng cô. Và ngay lập tức chị Hà nhắn lại. Em biết rồi, em muốn được nhìn thấy bé nhà anh có được không? anh dũng trả lời đưa lớn sang bà nội từ tối còn đưa bé ngủ rồi tôi đang ôm con trai đây chị hà lại nhắn vậy cho em nhìn thằng bé ngủ cũng được em nhìn một chút thôi anh dũng không trả lời mà gọi fake cam cho chị hà anh cũng không nói gì mà quay camera vào thằng bé đang ngủ để cho chị xem nhưng cũng chỉ được vài giây thì chị lại khóc lúc đầu chỉ là tiếng nước nghẹn sau thì nước đở không kìm được, anh Dũng mới nói. Xin lỗi, có phải tôi đã làm cô buồn phải không? Có lẽ là cô chạnh lòng, nhưng tôi luôn hy vọng là thấy cô mạnh mẽ. Chị Hà vừa cố kìm nước mắt, vừa trả lời anh Dũng với cái giọng nghẹt đắng. Không sao, anh không có lỗi gì mà phải xin. Em chẳng qua nhìn bé nhà anh, thì nghĩ tới phận mình mà buồn thôi. Giả như em có thể sinh được một đứa con, thì dẫu em đánh đổi tất cả cũng được. Anh Dũng lại an ủi Cô đừng buồn nữa Ông trời lấy của cô cây này Sẽ trao cho cô thứ khác Việc cô phải làm là cứ sống tốt Thế thôi Chị Hòa lại cố gượng cười đáp lại Anh này Nghe giọng của anh thì trầm ấm lắm Mà tại sao lời nói lại lạnh nhạt tới vậy Một câu cô hai câu tôi Thực sự quá xa lạ và lạnh lùng Anh Dũng gãi tay và chữa ngược Tôi À anh xin lỗi Thực ra là anh rất quý mến em Cũng thương cảm cho hoàn cảnh của em nữa anh luôn hy vọng tương lai của em tươi sáng hơn chị hà buồn bã đáp lại em cũng không biết thế nào được gọi là tương lai nhưng hiện tại thì em sẽ cố gắng anh dũng lại nói vậy anh sẽ đồng hành cùng em thế là họ lại thường xuyên hỏi tới nhau hơn chị hà cũng nhiều lần muốn ngắm con anh ngủ cái niềm cao cát tới cháy bỏng và đáng thương của chị lại được khỏa lấp chỉ bằng đoạn chat video đó còn anh dũng ngày càng cảm mến người đàn bà đáng thương ấy tin nhắn hỏi thăm quan tâm đến nhau ngày càng nhiều, từ đơn giản như Em ăn cơm chưa? Anh dậy chưa? Rồi cho tới những lời đầy ngôn tình một cách dung dị như là Em chịu khó ăn vào, nhìn hốc hác quá. Rồi lại, anh mặc áo ấm vào nhá, trời lạnh đấy. Thế nhưng, chính họ cũng không biết mình hồi tin. Tình cảm của họ cứ phát triển tự nhiên như vậy. Đến nỗi trong lòng họ tự hỏi, họ là gì của nhau? Thực chất, họ chẳng có mối quan hệ nào cả thế nhưng một người không biết người kia ổn thì người còn lại không an tâm sẽ là thiếu vắng nếu một ngày họ không gọi điện hay nhắn tin cho nhau tình cảm con người thật khó lường yêu là một thứ cảm giác chợt đến nào ai mới yêu mà đã biết mình yêu đúng là họ chẳng là gì của nhau nhưng lại là một phần không thể thiếu một mối quan hệ mập mờ không thể định nghĩa đàn ông chết vì đàn bà đẹp đàn bà chết vì đàn ông khéo anh dũng dần dần bị ánh mắt thăm thẳm buồn của người đàn bà ấy mê hoặc còn chị hà bị lời quan tâm của anh dũng làm đắm say cái quan trọng là họ lại không nhận ra điều ấy mà cứ vô tư gieo sắc thương nhớ cho nhau đến một ngày họ cũng nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương nhưng trong trường hợp hết sức éo le hôm ấy anh dũng đi lãm điện cho một nhà mới xây nghe địa chỉ anh đoán ngay là nhà xóm nhà chị hà nhưng vẫn đến đó làm vì đó là công việc mà chẳng có lý do gì anh lại không nhận làm cho người ở xóm ấy cả. Anh Dũng đến đó làm nhưng không nói cho chị Hà biết. Anh ở trên tầng hai nhà hàng xóm, vô tình nhìn dáng chị Hà ngồi ngoài hiên, theo thùa gì đó. Trong lòng thấy hạnh phúc đến lạ. Rồi sợ chủ nhà nhìn thấy anh, chị dám thỉnh thoảng liếc trộm. Đến gần trưa, nhà chị Hà có tiếng cãi vã, anh Dũng hỏi chủ nhà. Hàng xóm nhà anh có chuyện gì mà to tiếng vậy? Anh chủ nhà đáp lại rừng rưng ôi dào ơi cái nhà ấy cãi vã thành quen rồi anh chồng nhà đấy thì chơi bời phá phách chị vợ thì lúc nào cũng trầm ngâm chắc có lẽ anh chồng vừa gây ra chuyện gì đó anh dũng xót xa cho người đàn bà tội nghiệp nhưng lại im lặng làm tiếp giả như chẳng quan tâm nữa cho tới khi tiếng khóc của chị hà lớn lên cùng với tiếng cãi cọ anh dũng nhìn sang thấy vợ chồng họ đang rằng co ngoài hiên hình như là họ đang giành nhau thứ gì đó đương nhiên lợi thế thuộc về chồng chị hà nhưng chị vẫn nhất quyết không buông tay Sợ chị bị tổn thương Anh Hùng không kìm được lòng Mà chạy sang đó Anh trồi nhà gọi với theo Anh đi đâu đấy Đừng dại mà can dự vào chuyện nhà người ta Kệ đi Anh Dũng vừa quay lại vừa đáp Tôi không thể dương mắt Nhìn người phụ nữ bị ức kiếp như vậy được Khi anh Dũng chạy sang tới nơi Thì thấy chồng chị Hà đang đẻ vợ ra Cậy lấy chiếc hộp của chị Anh Dũng quát lớn Anh kia, anh làm cái gì vậy? Bỏ cô ấy ra, vợ chồng chị hà giật mình anh chồng quát lại anh dũng anh là ai mà xíu vào chuyện gia đình người khác anh dũng đáp lại tôi là người qua đường nhưng thấy bất bình quá thì lên tiếng anh chồng chị hà bĩu môi với kẻ nhiều chuyện rồi bất tỉnh lình giật chiếc hộp từ trong tay vợ rồi phóng xe đi mất cũng bởi khi ấy chị hà nhận ra anh dũng nên xấu hổ nhục nhã với anh mà buông tay nên mất thứ đang giữ anh dũng bấy giờ mới hỏi chị hà hắn cướp thứ gì của em vậy chị hà vừa khóc nghẹn vừa trả lời đó là chiếc nhẫn hai chỉ mẹ em cho làm hồi môn anh ta đã đòi bán đi trả nợ lâu rồi mà em không chịu hôm nay anh ta về liền tìm thấy nó nên đòi cầm đi anh dũng lại an ủi chị hà thôi em ạ à, có như bố thí cho hắn đừng suy nghĩ gì nữa mà thêm mệt mỏi nói với chị hà đôi ba câu thì anh dũng quay lại nhà hàng xóm để làm trong lòng anh nỗi buồn nặng trĩu tối hôm ấy anh dũng muốn gọi hỏi thăm nhưng lại sợ chồng chị hà ở nhà thế rồi anh cũng đánh liều nhắn tin cho chị em ổn không chị hà trả lời em không sao anh dũng nhắn thế anh ta về chưa chiều nay gọi điện nói là đi hà nội làm luôn rồi ạ à? anh dũng yên tâm gọi phép tham cho chị hà nhìn đôi mắt ngấn nước và nghe giọng nói khản đặc của chị nên anh hỏi em khóc à Nín đi coi như tài sản ấy là phụ du thôi chị hà trả lời Em không khóc nữa, nhưng chắc bị cảm lạnh, nước mắt nước mũi cứ chảy ra. Anh Dũng lại hỏi thăm. Em ăn cơm, em uống thuốc gì chưa? Chị lại lắc đầu. Em không muốn ăn gì cả, em cũng chẳng muốn uống thuốc. Em không muốn nhờ vài nhà chồng, mà em ốm, họ cũng chẳng quan tâm đâu. Nên thôi, không nhờ cho xong. Anh Dũng không hề suy nghĩ mà đáp lại. Để anh mua thuốc và mang thức ăn tới cho em, chờ anh nhé. Anh nói dứt câu thì tắt điện thoại rồi phóng xe đi luôn để chị hà không có cơ hội từ chối trong thâm tâm của anh dũng khi ấy chỉ là lo lắng cho một người bệnh chẳng có ai chăm sóc kỳ thực anh không hề có ý định lợi dụng hay mục đích đê hèn nào khác trời đêm khuya sương rơi lạnh lẽo anh dũng lại lật đật mua thuốc rồi mua thêm cả hộp cơm gà nhưng khi chuẩn bị đến đó anh mới nghĩ nếu đi xe máy vào nhà chị thì thật là gây chuyện ầm ĩ làm sao một người đàn ông lại vào nhà một người đàn bà đã có chồng khi người ấy ở một mình. Lúc ấy hàng xóm đàm tiếu, rồi cha mẹ chồng sẽ đẩy đọa chị Hà thêm. Vậy là anh Dũng gửi xe ở bến, rồi gọi xe ôm trở đi tới cổng làng, thì đi bộ và dặn ông xe ôm khi nào gọi điện thì tới đón. Chính anh cũng hiểu cái hoàn cảnh tỉnh ngay lý gian của mình, nhưng anh không thể bỏ mặc người đàn bà ấy được. Đến nơi, anh đứng trước căn nhà nhỏ đã tắt đèn tối om mà gõ cửa anh gọi ba lần không thấy chị hà ra mở thì liền gọi nhỏ hà ơi hà lúc ấy cái cửa mở toang ra chị hà vội bật điện lên đôi môi tái nhợt và cô khốc của chị bật lên tiếng nói anh dũng à sao anh vì em mà vất vả vậy em không xứng đâu anh lại nói với chị ấy em ăn cơm đi rồi uống thuốc gì mà xứng với không xứng em sống thế này anh mới không an tâm lạnh rồi mà mặc phong phanh một chiếc áo thế kia à Chị Hà mới nói với anh. Nhưng chúng ta kỳ thực chẳng là gì, để đến mức anh phải lận lội đêm hôm vì em như thế đâu. Anh Dũng lảng tránh tới vấn đề này mà dặn dò chị. Em hãy ăn luôn cho đi nóng, mai chịu khó nấu nổi cháo tía tô để giải cảm nhé. Chị lại nói, cảm ơn anh, nhưng anh về luôn đi, kẻo ai đó nhìn biết được anh đến đây. Em không muốn vì em mà anh bị vụ oan, mà mất thanh danh, rồi lại còn lo cho hai đứa trẻ ở nhà nữa. Anh Dũng lắc đầu, Em đừng để tâm tới những chuyện đó. Anh đến đây không ai biết và muốn em ăn hết suất cơm đó thì anh mới về. Còn bọn trẻ đã sang bà ngoại từ sáng rồi. Chị Hà rơi lệ vì cảm động. Chị mở hộp cơm ra ăn được vài miếng thì có cảm giác chóng mặt tới nỗi ngã rúi đầu xuống ghế mà là người đi. Anh Dũng vội bế chị vào phòng. Khi đặt chị xuống giường thì cúc áo của chị bị mắc vào khóa áo của anh Dũng mà bật tung ra. Hai người thẹn thùng nhìn nhau Chị Hà xấu hổ, quay mặt vào tường, còn anh Dũng lắp bắp. Em, em nghỉ đi, anh về đây. Nghe tiếng anh Dũng bước đi, chị Hà bất ngờ quay lại nói với anh. Anh à, anh đừng đi. Chị Hà cũng không hiểu tại sao mình cứ xử như thế. Không những, chị gọi anh Dũng mà còn nhổm người dậy kéo áo anh lại. Anh Dũng lúc này như bị thôi miên. Trần Anh không bước nữa, quay đầu hướng mắt để nhìn người đàn bà ấy. Anh Dũng thật sự đã thua cuộc trước dáng vẻ đau thương và khuôn mặt xương xương của chị hà thì lý trí như bị đánh ngã bẹp dí ở một góc chỉ con tim của anh là đập muộn nhịp vì bồi hồi sao xuyến không chỉ là ham muốn xác thịt nhục dục mà là cảm xúc yêu đương được đẩy lên cao trào bởi thế anh dũng đã muốn làm cái việc ân ái đó dẫu biết chị hà không phải vợ anh lại càng không phải anh cố tình coi chị hà là cái bóng để khỏa lấp nỗi thiếu vắng vợ bấy lâu nay đôi bàn tay anh khẽ lật tung lớp áo mỏng và ngay lập tức bị say mê bởi làn da trắng ngần mịn màng của chị. Cũng chẳng biết vì sao, cơn dạo rực hay vì chị Hà đang ốm mà anh Dũng vừa chạm vào cơ thể người đàn bà ấy, đã cảm nhận ở nơi đó nồng nàn cháy bỏng. Phần chị Hà cũng đón nhận sự âu yếm vuốt ve của người đàn ông khác ngoài chồng một cách tự nhiên. Như là vốn dĩ, nó phải xảy ra như thế. Cơn si mê ấy làm những thứ quần áo mặc trên người trở nên vướng víu, và phải nhanh chóng được cởi bỏ hai con người ấy đã trở về thời nguyên thủy nhất đôi môi anh dũng hôn lấy môi chị một cách mạnh mẽ đầy điệu nghệ đôi tay anh vòng xuống eo vuốt một đường sau lưng dây thần kinh dọc sống lưng như bị co lên và làm toàn thân nổi đầy gai ốc đôi bàn tay ma mị ấy lại rất nhanh hướng lên trên anh dũng cứ tiếp tục ôm lấy chị chị chẳng biết làm gì ngoài ôm chặt lấy cổ anh khi toàn thân đã co rúm vì cảm giác dâng trào. Mỗi anh Dũng lại di chuyển. Những mơn trớn dành cho nhau cũng đã đủ để nhập cuộc ái ân đầy khoái cảm, họ phối hợp rất nhiệt tình. Trong đầu họ lúc này mới nhận ra họ chính thức ngoại tình rồi. Đêm đó, họ trong vòng tay nhau để quên đi cái lạnh lẽo. Hai con người đều đã có nửa kia của đời mình nhưng lại cô đơn. Họ tìm đến nhau như là để tìm những gì mình đang thiếu. Đến gần sáng, chị Hà vội vàng gọi anh Dũng dậy. Anh, anh ơi, dậy mau kẻo trời sáng. Anh Dũng giật mình tỉnh giấc. Anh không phải không quên chuyện đêm qua. Nhưng bây giờ Lý Trí mách bảo anh vừa phạm một sai lầm. Anh ngại ngùng nhìn chị, rồi vội vã mặc lại quần áo, gọi xe ôm tới cổng làng đón. Anh chạy kịp nhắc chị họ uống thuốc rồi đi về. Anh bước trong trời sương lạnh lạnh cuối thu. Trên trời vẫn là màu đen của đêm tối sót lại ở phía xa, có ánh sao mai le lói. Hôm ấy đi về, anh Dũng bị lây cảm của chị Hà. Khi nằm trên giường, anh lại tưởng tượng ra mùi cơ thể của người đàn bà ấy. Anh lại nhớ tới câu của người ta hay nói. Chẳng phải anh lại thèm được làm tình với đàn bà mà anh cảm nhận được hơi ấm của người vợ nơi chị Hà. Thế nhưng, lý trí mách bảo anh rằng anh đã sai. Anh đã làm một việc đáng hổ thẹn là phạt bội người vợ đang làm việc vất vả xứ người. Hàng ngàn vạn lần, anh tự trách bản thân không biết kiềm chế lại để đầu óc mình có hình bóng khác ngoài vợ. Rồi để với bớt dằn vặt, anh Dũng đã gọi điện cho chị Hà. Rồi thêm lần nữa, giọng nói của chị lại làm trái tim anh tan chảy. Anh đang làm gì vậy? Đã dậy ăn sáng chưa? Anh Dũng trả lời. Anh hơi mệt, nên vẫn đang nằm trên giường, em đỡ chưa? Chị Hà đáp lại. Em đỡ rồi, nhưng lại lấy bệnh cho anh rồi, em xin lỗi nhé. Anh Dũng ngập ngừng nói với chị. Hà này, hôm qua anh không kiềm chế được bản thân anh xin lỗi và sẽ không có lần sau nữa mong em tha lỗi cho anh chị hà lại khóc rồi đáp lại tất cả là lỗi do em anh không có lỗi gì cả chỉ khi ở bên anh bản thân em mới có một chút hạnh phúc anh dũng lại thở dài nhưng chúng ta đều đã có gia đình nếu tiến thêm chỉ làm chính mình và đối phương đau khổ hơn mà thôi thế nên mình dừng lại ở mức bạn bè tâm giao là tốt nhất mọi chuyện đã diễn ra đều là lỗi của anh Chị lại nói Em không đòi hỏi gì cả Em chỉ cần là ngọn cỏ bên lề cuộc đời của anh thôi Em chưa bao giờ nghĩ Sẽ phá vỡ hạnh phúc gia đình anh Hay độc chiếm anh cả Mình cứ lặng lẽ mà bên nhau thôi Mọi niềm tin hy vọng Em đều trao về anh cả Em cũng biết yêu anh là sai Nhưng để coi như chưa có gì thì em không làm được Anh dục im lặng nhưng ngầm đồng ý Con người vốn có tính tham lam Này vừa có một người yêu bên mình Lại không ảnh hưởng tới gia đình làm sao anh dũng không gục ngã vậy là họ bước vào mối quan hệ anh đã có vợ em cũng có chồng nhưng chúng ta vẫn muốn có nhau đã có lần một sẽ có lần hai và những lần tiếp theo họ không phải là tình đồng chí thì đương nhiên quan hệ thể xác sẽ là có nhưng họ yêu nhau là thật chứ không phải thứ quan hệ dễ dãi qua đường dần dần cảm giác tội lỗi trong họ đã biến mất chỉ yêu và yêu thôi hơn cả như thế cả hai đều quan tâm cả đời sống của đối phương. Chị Hà thì lo bố con anh Dũng, thiếu vắng người phụ nữ trong nhà sẽ khổ. Còn anh Dũng lại thương chị Hà thân gái long đong, để luôn muốn giúp chị thoát được người chồng tệ bạc ấy. Không phải vì anh hay vì ham muốn ích kỷ, mà là vì chính chị ấy. Tối hôm đó, trong căn phòng nhà nghỉ cách thị trấn 30 km, anh Dũng ôm chị Hà vào lòng và hôn lên vầng trắng của chị sau cuộc giao hoan đầy mãnh liệt. Anh tính nghỉ một lúc rồi về, nhưng chị lại dục Anh về đi, kẻo bọn trẻ mong. Em thấy mình khốn nạn nếu vì em mà anh lơ lạc các con. Anh Dũng trả lời. Em đừng lo, anh gửi con cho bà nội rồi. Cũng tại thời điểm ấy tại nhà của anh Dũng. Bà Thi vừa ôm cháu trai vừa nhìn đồng hồ vì sốt ruột. Cũng chẳng hiểu trời run run làm sao. Mà bố nó vừa đi thì thằng bé kêu mệt. Bà lại sờ chán thì thấy nóng gian rồi. Chẳng là anh Dũng đi từ chập tối và nói với mẹ là đi ăn cơm khách nên sẽ về muộn một tí. Này hơn 9 giờ đêm chưa về. Bà Thi luôn tin tưởng con trai không làm gì quá đáng, mà từ trước tới giờ anh luôn hết lòng vì con cái cơ mà. Có nằm mơ, bà Thi cũng không nghĩ được rằng con trai có tiếng đàng hoàng của bà lại đang đi làm cái việc không đàng hoàng là ngoại tình với một người đàn bà khác. Thế nhưng, sự kiên nhẫn của bà Thi cũng đã quá giới hạn khi thằng cháu sốt tới 38 độ năm. Ôm cháu vào lòng mà thằng Nguyên nóng như cục than hồng Bà thì liền gọi cái Dung. Dung ơi, chạy sang nhà bà, đem điện thoại về đây để bà gọi cho bố mày về xem nào. Cái Dung ngoan ngoãn nghe lời, nó chạy đi luôn. Tuy còn nhỏ, nó đã là đứa rất hiểu chuyện. Cái Dung cũng thương em, thương bố vô cùng, nó còn biết lo cho cả cô Nguyên nữa. Thế là nó ba chân bốn cẳng chạy lẹ để mang điện thoại cho bà. Còn bà Thi sau khi cầm điện thoại cũng nhanh chóng gọi cho con trai. Anh Dũng vừa bắt máy thì bà đã nói luôn vậy xem đưa thằng Nguyễn đi viện, tự nhiên nó sốt cao, mắt nhắm nghiền ly bì. Anh Dũng cũng hốt hoảng trả lời mẹ trong điện thoại, vâng vâng, con về ngay. vậy là anh Dũng vội vã bật dậy khỏi giường, vừa mặc lại quần áo vừa nói với chị Hà, thằng bé nhà anh bỗng dưng bị sốt cao, anh phải về đưa con đi viện. chị Hà toán trách anh không nghe lời mà về sớm, nhưng lại thôi. chị cũng mau chóng mặc lại quần áo rồi họ vậy taxi về. Đi đến ngõ rẽ vào nhà anh Dũng thì anh xuống, còn chị Hà lại đi tiếp, cho tới cổng làng thì tự đi bộ về. Sáng hôm sau, chị Hà nhắn tin cho anh Dũng hỏi thăm. Còn đỡ sốt cho anh, bác sĩ bảo thế nào? Một lúc sau anh Dũng mới trả lời. Cô cậu bị sốt virus em ạ, bác sĩ nói uống thuốc với chuyển nước vài hôm. Chị Hà nhắn lại. Thôi anh trông con đi, chịu có đút cháo cho nó, chứ ốm thế này thì hao cân lắm. Chị dặn anh Dũng vậy, nhưng lại vẫn lo lắng không biết hai bố con thế nào nên muốn đến thăm chị hà cũng biết mình đến không tiện nên cứ đắn đo mãi cuối cùng chị nghĩ ra một cách là ăn mặc kín đáo rồi đeo theo kính nữa chị cứ giả vờ như vô tình gặp thôi vừa tới viện chị hà đã đi vòng vào khoa nhi tới phòng cuối cùng chị mới thấy anh dũng đang bón cháo cho con còn bà thi đang dỗ dành cháu thế nhưng khi cặp nhiệt độ thì thằng bé nhất định không chịu nó cứ nhè nhè khóc. Chị Hà bất đắc dĩ phải lộ diện, chị tới bên giường bệnh nói với bà Thi: "Bác để cháu giúp cho, bác cho cháu bế bé bé một chút nhé." Bà Thi im lặng không nói gì cũng không phản đối. riêng Anh Dũng thấy nhân tình của mình tới thì ngạc nhiên mà sốc tới cực độ, người cứ đơ ra không phản ứng gì. Còn chị Hà vận dụng hết những gì đã học được để giúp. Chị bế đứng cho thằng bé gục lên vai mình, rồi kẽ đu đưa cho nó dễ chịu. Lúc sau, chị nhẹ nhàng từ từ luồn nhiệt kế vào nách cu cậu khi nó vừa lim dim. Bà Thi thấy vậy mới mừng rỡ nói với chị Hà. Cảm ơn cô, cô thật tốt. Chị Hà mỉm cười đáp lại. Cháu đi thăm con của đứa bạn nên tiện thì giúp thôi, có gì đâu bác. Bà Thi lại hỏi thêm. Cô có kinh nghiệm nhỉ, chẳng con cô cũng còn nhỏ. Chị Hà trả lời. Kinh nghiệm gì đâu à, cháu học trung cấp y 2 năm nên biết những thủ thuật đơn giản của y khoa thôi ạ. À. Bà Thì vẫn không thôi tò mò mà hỏi lại. Chẳng hay bây giờ cô làm ở trạm xá xã nào vậy? Chị Hà buồn tiêu đáp lại. Cháu học xong thì lấy chồng luôn nên không đi làm ạ. À. Với lại cái bằng trung cấp bây giờ chẳng ai cần. Bà Thì hỏi là cỏ thật có mục đích nên vừa biết chị Hà không đi làm bà vội ướm lời ngay. Còn dâu tôi nó đi nước ngoài. Còn trai gà trống nuôi con lại phải ra ngoài làm nữa nên bọn trẻ không được chăm sóc tốt. hay Mày cô chăm sóc cháu tôi trong lúc bệnh được không nghĩa là khi nó ốm tôi sẽ gọi cô tới chăm sóc hay cho uống thuốc nếu ốm quá mà nó đi viện thì cô phụ chúng tôi chăm sóc cho nó cô làm ngày nào gia đình chúng tôi trả công ngày ấy nếu làm tốt thưởng thêm những ngày bọn trẻ khỏe mạnh thì chúng tôi tự chăm sóc nó anh dũng giật mình nhìn mẹ còn chị hà lại vui vẻ nhận lời dạ vâng cháu cũng quý trẻ con lắm bác ạ để cháu chồng cô cậu luôn cho bác nhé bà thi ra điều rất hài lòng đáp lại vậy thì tốt quá có gì thắc mắc cô nói chuyện với con trai tôi nhé tôi có chút việc phải làm khi mẹ về rồi anh dũng mới nói nhỏ với chị hà em đến nhà anh có tiện không anh lo nếu mình sơ hở mọi người sẽ biết em là thân đàn bà anh sợ tai tiếng em không chịu nổi chị hà lại nói anh yên tâm em tới chăm sóc cho con anh chứ không phải để tiện hú hí với nhau đâu em thường chúng không có mẹ chăm lo Nhân là những lúc đau ốm thế này. Nhưng tất cả cũng vì anh thôi, anh cứ yên tâm. Anh Dũng nhìn chị Hà với ánh mắt trìu mến đầy yêu thương và cảm kích. Nhưng đấy là họ hiểu nhau. Chị Hà và anh Dũng không nghĩ rằng nếu mọi chuyện bại lộ, người ta sẽ mắng chửi hai người là những kẻ khốn nạn đưa bổ về nhà để tiện mây mưa. Kẻ chơi chẽn bầy trò để cặp kè với nhau cho thỏa. Bởi những người đàng hoàng sẽ không làm những việc không đàng hoàng. Chẳng có ai tin được rằng một con tiểu tam lại yêu thương con của nhân tình và chính thất. Cuộc đời này thật là nực cười. Cái định nghĩa ấy cũng giống như kiểu mặc định, đã là gì ghẻ thì phải ghê gớm, độc ác với con chồng. Khi chị Hà tới chăm sóc thằng bé, lòng chị lại mong, giá như chị có một đứa con như thế, mà số phận chị hẩm hiu chẳng có được. Buổi chiều, thằng bé ngáp ngắn ngáp dài, chị đặt nó xuống giường, rồi ngồi yên mà ngắm nó. Cái mũi này, cái mắt này sao mà giống anh Dũng đến thế? Chị lại mỉm cười thầm ước. Nếu mà đẻ được một đứa con cho anh thì chị sẽ bỏ tới một nơi thật xa, chỉ hai mẹ con thôi là đủ. Thằng Nguyên lâu rồi đã quên đi những lời du ngọt ngào của mẹ. Bỗng nghe tiếng chị cất lên à ơi, nó mở mắt ti hí ra hỏi. Cô là mẹ con à? Chị Hà giật nảy mình rồi trả lời nó. Không, cô không phải là mẹ con, nhưng mà cô sẽ thay mẹ con chăm sóc con nhé. Cô Nguyên phải ngoan, con mau khỏi ốm để đi học Để biết viết biết đọc con nhá Thằng bé lại hờn dỗi nó nói Không Cô phải là mẹ con cơ Chị Hà vỗ về nó Ngoan vậy cô là mẹ nuôi con nhá Con ngủ đi nào Nói dứt câu chị lại vỗ nhẹ vào mông nó Rồi du tiếp Còn cò mày đi ăn đêm Đậu phải cành mềm lột cổ xuống ao Ông ơi, ông vớt tôi nào, tôi có lòng nào, ông hãy xáo măng cỏ sáo thì sáo nước trong đừng sáo nước đục đau lòng cò con chị hà vừa hát du vừa khẽ rơi giọt lệ quả là tình mẫu tử vĩ đại thật đến chết cỏ mẹ cũng sợ làm con đau lòng bao đời nay vẫn vậy cha mẹ lo cho con tới giây phút cuối cùng vậy thì phải chi nơi xa xôi ấy chị nguyệt cũng đang đau đáu thương con càng nghĩ chị lại càng thấy hổ thẹn chờ bé nguyên ngủ chị hà lại đi dọn dẹp rồi nấu cơm cho bố con anh Dũng. Lúc sau anh Dũng đón cái Dung đi học về thì chị Hà xin phép. Em nấu cơm rồi đấy, bà bố con ăn luôn cho nóng, em về đây. Anh Dũng lại giữ. Ở lại ăn với mấy bố con anh cho vui. Em ở có một mình rồi về lại nhịn đói à? Phải lo cho sức khỏe của mình chứ. Nhưng chị Hà lại từ chối. Không, bố con anh ăn đi, em về kéo muộn rồi. Cái Dung lại kéo chị vào, cô ở lại ăn cơm với bố con con nhé tí bố con đưa cô về anh dũng cũng níu tay chị lại còn cái dung đi gọi em dậy ăn cơm bữa cơm diễn ra hết sức ấm cúng cái dung còn bảo chị nấu ăn giống mẹ nó vậy trong cái khung cảnh gia đình hạnh phúc ấy vô hình chung đã khiến chị hà nội lòng tham trong tư tưởng chị lại tưởng tượng ra đây là cuộc sống của anh dũng và chị hai đứa trẻ cũng là con chị sinh cho anh chào ôi nếu được thế thì thật là viên mãn nhưng mà viên mãn với chị thôi rồi cũng ngay lập tức chị hà lại trở về với thực tại chị không thể khốn nạn tới tận cùng như thế đã mượn chồng mượn con của người ta mà lại muốn độc chiếm là sao như thế thì quá độc ác sau bữa cơm anh dũng lại đưa chị về đâu đó trên phố cất lên tiếng hát là vì em quá yêu nên mụ quáng tới yếu lòng là ngày chúng ta bắt đầu những sai lầm bỗng chốc nước mắt chị rơi chị đã làm gì thế này khi đang chìm trong hạnh phúc với anh cũng là lúc chị day dứt lương tâm với vợ anh thế nhưng chị lại không thể dứt ra được chị tự hiểu tự ngẫm thế nào là càng yêu càng đau đôi tay chị bóp chặt eo anh dũng đầu chị gục vào tấm lưng vững chãi của anh môi mím chặt lại để ngăn miệng không phát ra tiếng nấc nhưng làm sao qua mặt được người tinh tế như anh dũng anh hỏi chị em khóc đấy à chị hà không trả lời vào trọng tâm câu hỏi mà nói với anh Chúng ta là những kẻ cặn bã, khốn nạn phải không anh? Anh Dũng có chút trột dạ nhưng không quên an ủi tình nhân. Mọi tội lỗi bắt nguồn từ anh, nếu để quy tội cũng là do anh cả. Em vì anh mà thiệt thòi rồi. Trong lòng anh cũng dâng trào nỗi buồn tồi rồi đan xen cả những ngọt ngào. Yêu nhau trong đớn đau, vừa hạnh phúc vừa dằn vặt. Thế nhưng họ không thể không yêu nhau. Vậy là hai con người ấy cứ lặng lẽ như thế cho tới cổng làng, anh Dũng nói nhỏ vào tai chị. Em đừng suy nghĩ gì cả. Mọi thứ tội lỗi cứ đổ lên đầu anh. Anh sẽ che chở cho em và chịu trách nhiệm với tất cả những việc mình đã làm. Chị Hà không đáp lại. mà lên bước vào trong bóng tối lạnh lẽo. Chị thử hiểu có những chuyện anh Dũng muốn chịu trách nhiệm cũng chẳng thể được. Chị tin lời anh nói muốn che chở cho mình là thật lòng. Nhưng chị lại càng hiểu thế nào là lực bất tòng tâm còn anh dũng lại tự tin rằng mình cố gắng thì sẽ lo ổn thỏa cả gia đình và nhân tình khi thế của anh thật sự cao ngút trời anh nhìn bóng người tình đã biến mất trong màn đêm mới quay xe về đang chuẩn bị nổ máy thì có chuông điện thoại nhìn thấy số của vợ gọi tới anh liền thở sâu lấy bình tĩnh để nghe điện thoại một cách bình thản nhất chị nguyệt thấy chồng bắt máy thì vội trách sao anh đi đâu mà không online em gọi messenger mãi mà không được anh dũng liền đáp anh đang ngoài đường làm gì có bốn g một phách tham em khỏe không chị nguyệt vừa trả lời vừa hỏi lại em khỏe vừa đi làm về đây ba bố con ở nhà thế nào còn con ngoan có khỏe không anh anh dũng lại nói với vợ em đừng lo ba bố con ổn cả dù có cô nguyên bị sốt bí rút chưa khỏe hẳn nên phải thuê người chăm sóc nhưng mà cô cậu cũng đỡ nhiều và rất sốt rồi em bên ấy cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe nhé chị nguyên xót con dãy nảy lên anh có gọi bà nội bà ngoại giúp không đấy? Tốt nhất anh nghỉ ở nhà mà trông nó đi. Thuê người ngoài trông sao mà yên tâm được? Anh Dũng quả quyết với vợ. Anh vẫn đi làm như bình thường. Cô ấy rất yêu thương và chú đáo với con mình. Em đừng lo gì cả. Bà nội cũng thường xuyên sang phụ chăm cháu. Riêng bà ngoại ở xa nên anh không báo. Chị Nguyệt thấy có gì không ổn nhưng hiểu tại sao. Chị chỉ có thể trách chồng sao không nói cho mẹ mình biết rằng cháu ốm. Họ nói qua nói lại vài câu rồi tắt máy. Anh Dũng vẫn thản nhiên như không. Xem chừng anh cũng là một thằng đàn ông như bao thằng đàn ông mà thôi. Dù anh có tốt hơn những thằng đàn ông khác thì vẫn có máu tham lam muốn chiếm hữu trong người. Nếu không phải vậy thì tại sao vừa chút hết nỗi niềm với nhân tình lại có thể quay lại một ông chồng tốt của vợ. Một cách nào đó có thể coi anh là khéo léo mà nói thẳng thừng, vuông đét là anh Dũng cũng giỏi dối gian như mọi kẻ ngoại tình. Phần chị nguyệt sau khi nói chuyện với chồng chị cảm giác có gì đó không đúng chợt chị nhớ tới lời chồng nói về người đàn bà tới chăm con cho mình anh dũng nói hai từ cô ấy rất ngọt ngào và thân thiết với bản tính nhạy cảm của phụ nữ chị nguyệt có gì đó bất an trong lòng chị lại nhìn ra bên ngoài phòng trọ nhỏ dưới phố là lồng đèn rực rỡ của quán rượu tự dưng chị cảm thấy lo vậy là chị vội bấm số gọi cho mẹ đẻ Trước là báo cho bà tới thăm cháu Sau là muốn bà để ý tới con rể Mẹ đẻ chị Nguyệt là bà Nga Bà này được tiếng là ghê gớm Nhưng biết điều Nghĩa là bà sống theo kiểu Đừng ai động vào để bài hiền Chứ đứa nào chạm tới là biết mặt Bà Nga vốn đã bỏ phố huyện ồn ào về xã Đảo ao nuôi cá từ khi chồng về hưu Hôm ấy đang nấu cơm Thì nghe điện của con gái bên Đài Loan gọi về Lầu vội cái tay Bà bấm nút nghe Bên kia chị Nguyệt vội hỏi thăm Bố mẹ có khỏe không ạ à? Bà Nga trách yêu con gái Tiền sự bố ấy, chị Chờ chị hỏi thăm mới khỏe Thì hai thân già này mục xương rồi Sau lâu này ít gọi về thế hả con Chị Nguyệt phân trần Con đi làm về mệt nên nghỉ luôn ạ à. Con xin lỗi mẹ ạ Bà Nga lại nói Đấy là mẹ nói thế thôi Mẹ làm gì thì làm Nhưng mà cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy Thần gái ở xa chẳng cậy được vào ai rồi bố con thằng dũng cũng tội nữa gà trống nuôi con vất vả chăm bề còn hai đứa trẻ lại xa mẹ tao chỉ mong mày mau hết hợp đồng mà về nước thôi con ạ chị nguyệt nghe mẹ nói thế thì cũng rưng rưng rơi lệ rồi chị lại nén lòng mà nói với mẹ đẻ mẹ à con nghe anh dũng nói thằng nguyên ốm anh ấy phải thuê cô nào tới chăm sóc nói nếu mai mẹ sắp xếp lên chăm cháu được thì lên giúp con chưa để người ngoài chăm nó con không an tâm bà nga nghe con gái nói thì cũng nhảy ngược lên chết chửa sao thằng dũng chả nói gì với mẹ mà nó lại để một người đàn bà khác tới trong con nữa. thật là khó hiểu chị nguyệt trả lời mẹ đẻ và cũng như để trấn an mình chắc không có gì đâu mẹ ạ anh dũng xưa nay là người rất đàng hoàng cơ mà Còn cũng hỏi sao con ốm mà anh không nói gì với bà ngoại thì anh ấy bảo là thằng cô cũng ổn rồi nên không muốn bà ngoại lo bà nga đáp lại con gái Ừ thì cứ biết thế đã Mai mẹ sẽ xuống thị trấn sớm Chị Nguyệt cảm ơn mẹ Rồi nói với bà vài câu chuyện linh tinh Sau đó tắt máy Bà Nga buông điện thoại xuống Lại ngồi thẫn thờ Bà nhớ và thương con gái Ngày giây phút này bà Nga hối hận Khi trước đã ủng hộ chị Nguyệt sang đài để xuất khẩu lao động Ừ thì cứ coi như con rể ngoan Nhưng ai biết được Dẫu gì con rể cũng là đàn ông Mà đàn ông nào chẳng thích ăn cỗ có khi nào, cỗ dọn sẵn, được mời lại không ăn. Hơn ai hết sống gần cuộc đời, bà Nga hiểu, thế nào là xa mặt cách lòng. Tình cảm có đậm sâu đến mấy, mà không thường xuyên gần gũi vun đắp, thì cũng lạnh dần, như viên than hồng trong tuyết phủ. Sáng sớm tinh mơ, bà Nga đã bắt xe khách đi xuống thị trấn, vào chuyến đầu tiên trong ngày. xe đi có 30 phút, nên chẳng mấy mà tới nhà con rể. Bà Nga cố tình không báo cho anh Dũng, để xem mọi chuyện thế nào khi vào nhà bà chỉ thấy thằng cô Nguyên đang xem phim hoạt hình bà liền gọi tên thằng cháu ngoại Nguyên Nguyên nó quay ra thấy bà ngoại thì mừng rỡ ríu xít xèo lên à bà ngoại bà ngoại tới chơi chị nga ôm cháu vào lòng rồi hỏi nó bố đâu rồi thằng Nguyên trả lời dạ bố con đưa chị dung đi học rồi đi làm luôn ạ bố còn dặn ngoan ngồi xem phim tía cô Hà tới ạ bà nga lại hỏi tiếp Thế cô Hà là ai? Thằng bé lệ phép đáp. Dạ, từ hôm con đi viện về, hôm nào cô Hà cũng đến đây từ sáng. Cô bón cháo cho con ăn, rồi tới trưa lại nấu cơm. Chiều cô lại cho con uống sữa, tắm cho con, rồi lại nấu cơm. Sau đó cô Hà ăn cơm với ba bố con xong cô ấy mới về ạ. Bà Nga tức muốn trào máu, nhưng vẫn kìm lại mà hỏi cháu một câu quyết định. Thế cô Hà chăm sóc con có tốt không? Cô ấy đối với con thế nào? Thằng bé lại hồn nhiên, Cô Hà thương con lắm bà ạ, cô ấy tốt với con như mẹ vậy, con thích cô Hà làm mẹ con lắm. Bà Nga sắp toàn tập tới cứng người, bà bảo thằng cháu lên ghế, ngồi xem tivi tiếp, rồi đi đi lại lại chờ người đàn bà kia đến. Rồi bà Nga cũng chẳng phải chờ lâu, chị Hà cũng vừa bắt chuyến xe buýt tới đây. Nhìn thấy người phụ nữ trẻ bước vào nhà con gái mình một cách rất tự nhiên, bà Nga lại càng điên tiết, mà nhìn chăm chăm vào mỗi bước đi của chị. Còn chị Hà, lúc gặp mặt bà Nga, cũng khó hiểu, không biết đó là ai, nhưng chị vẫn chào lịch sự. Chào bác ạ. À. Bà Nga đáp lại với giọng khó chịu. Chào cô. Chị Hà cũng hỏi lại. Thưa bác, bác là... Chị chưa kịp nói hết câu, thì bà Nga đã nói lại. Tôi là mẹ vợ của thằng Dũng, là bà ngoại của bọn trẻ. Tôi biết thằng Cú Nguyên ốm, nên đến thăm. Chị Hà có chút giật mình, nhưng liền giữ bình tĩnh đáp lại. Vâng ạ. À cô cậu cũng đỡ nhiều rồi ạ chắc vào bay hôm nữa là đi học được bà nga lại rào trước đón sau cô đây là tới chăm sóc bọn trẻ hả Lương của cô được trả là bao nhiêu mà tận tình cấm nước cho bố con nó ngày ba bữa thế chị hà đáp lại cháu không đến giúp việc thường xuyên mà là được bác thi thuê tới để chăm sóc cho bọn trẻ chẳng may ốm thôi ạ lương theo ngày cũng chả đáng là bao chẳng qua là thương bọn trẻ thôi bà nga lại bóng gió vậy à Cô thật là có tâm, chứ nhiều cô ô xin bây giờ toán lợi dụng để nhảy lên giường của chủ thôi. Chẳng biết con gái tôi đã tù mấy kiếp mà thuê được người thấy nó chăm con tốt như cô. Đúng lúc ấy thì bà Thi chạy sang nhà con trai đã nghe hết những lời bà Nga nói. Bà Thi tuy không hài lòng nhưng vẫn tiến tới nói nhẹ nhàng. Ồ kìa, bà thông ra đến chơi à? Bà chẳng báo để bố nó ở nhà. Gớm, ừ, khổ cái thằng Dũng cũng thảm công tiếc việc nên em mới phải gọi cô Hà tới chăm sóc bọn trẻ những lúc ốm đau. Bà Nga đáp lại. Chào bà thông gia, em cũng vừa tới đây thôi. Vừa là tiện thăm cháu. Vừa là muốn xem bố còn nó sống thế nào nên tới bất ngờ, không báo. Nếu bà đã tin tưởng cô Hà, thì em tin cô ấy là người tốt ạ. À, miễn là người tử tế là được ạ. À? Bà Thi lại giải thích. Cô ấy đã có chồng đàng hoàng rồi. Hơn nữa, cô Hà có học về y, nên tôi mới muốn cô ấy giúp. Chờ cứ để bố nó chằm cũng không an tâm Bà Nga nghe thông gia nói vậy cũng có vẻ xuôi tay Hai bà lại ngồi trò chuyện Chị Hà lúc này mới xin phép đi cho thằng Nguyên ăn sáng Cháu của nó trước khi anh Dũng đi làm đã nấu rồi Quả thực bà Nga cũng chẳng thể bắt bẻ thông gia hay là con rể Thế nên việc duy nhất có thể làm là canh chừng cô ả à chăm sóc trẻ kẻo cô ta bỏ bùa con rể mình Thế nhưng bà Nga không ngờ rằng mình chậm một bước vì trước khi bà đề phòng chuyện con rể phải lòng gái thì anh dũng đã gục trước chị hà từ lâu mà cái chuyện bắt gian đâu phải dễ dàng tuy được thông gia đảm bảo cho nhân thân cô giúp việc nhưng bà nga vẫn hết sức lo lắng thế nên bà nga xét nét chị hà từng chút một nghe chị hà du cháu ngoại ngủ bà nga lại nói cô hà ơi cô không phải hát dù đâu mấy bữa nó khỏe cô lại không đến nữa thì khó cho bố nó hơn nữa thằng bé cũng sáu tuổi đầu rồi chứ cũng không phải nằm nôi bế ngựa. chị hà ngại ngùng đáp lại dạ cháu vẫn biết thế ạ nhưng nghe cô nguyên nói muốn được nghe cháu hát giống như mẹ nó thành ra cháu lại thường mà chiều nó ạ bà nga liệt tỏ ý không hài lòng mà đáp lại cô đừng có chiều cháu tôi mà sinh hư cứ chiều theo những ý thích của nó thì nó mãi chả lớn được đâu cứ phải dạy nó cách tự lập chị hà cối mặt trả lời vâng cháu biết rồi ạ Đến khi chị Hà đi nấu cơm, bà Nga lại nêu ý kiến. Sao cô lại rang nhiều tôm thế? Phải bớt đạm nhiều rau xanh vào. Chị Hà lại lễ phép. Dạ, ba bố con nhà anh Dũng đều thích ăn tôm, nên cháu rang hơi nhiều ạ. Chứ rau xanh, cháu nấu canh đầy đủ ạ. Bà Nga lại nói. Cô Hà có vẻ dễ dãi nhỉ, toàn chiều theo ý người khác. Thế nhưng cô cũng phải biết đúng dài cô nhá. Chứ một cũng ừ, hai cũng dạ là mệt lắm đây. Chị Hà không nói gì thêm ra điều biết lỗi. Thế cũng là khiến bà Nga chẳng có cớ gì để nói nữa. Từ hôm ấy khi chị Hà đã về rồi thì bà Nga lại nói với con rể. Mẹ biết, cây nguyệt nó vắng nhà còn là đàn ông cũng vất vả. Đã làm cha, giờ phải làm cả mẹ thì khổ cho con. Nên mẹ trẻ con mong vững trí bền lòng, để sau này tương lai yên ấm con ạ. À. Đừng vì thiếu hơi ấm mà đắp tạm cái chăn. Anh Dũng tự thấy xấu hổ với mẹ vợ, nên lại nói lái sang chuyện khác. Mẹ ơi, đứa bạn con nó bán cao bạch mã tốt lắm mẹ ạ. Còn đã dặn tối nó mang tới, chẳng là tí nó tới nơi. Còn mua biếu bố mẹ dùng, khi nào mẹ về thì mang về nhá. Mà mẹ cứ ở chơi với cháu vài hôm, chứ đừng vội về mẹ ạ. Bà nga làm vẻ tươi cười đáp lại con rể. Con có lòng nghĩ tới bố mẹ thế là tốt rồi, nhưng chẳng cần mua những thứ ấy cho tốn kém. Mẹ nghĩ còn nên biếu bà thông gia mới phải đạo bố mẹ chưa cần thiết đâu anh dũng lại nói với mẹ vợ con là rể cũng là con của mẹ con cũng phải có trách nhiệm báo hiếu với bố mẹ chứ ạ à? còn phần của bố mẹ con đương nhiên là con cũng biếu thế nên mẹ cứ an tâm ạ trước lòng hiếu thảo của con rể bà nga tỏ ý rất hài lòng nhưng kỳ thực bà lại có ý nghi ngờ với một người đàn bà từng trải như bà nga thì cái việc cố tình tảng lờ câu nói của mẹ vợ làm sao qua được mắt bà mà khi ấy chỉ có hai trường hợp xảy ra một là con rể bà chẳng quan tâm tới vấn đề bà nói hai là nó không dám đối diện với vấn đề đó mà bà nga lại thiên về trường hợp thứ hai hơn nghĩ trong đầu là vậy nhưng bà lại không thổ lộ một điều gì ra ngoài cả một đêm chăn trở trằn trọc mà bà nga quyết định giả như chẳng quan tâm để dịnh xem con rể và cô giúp việc có tình ý gì hay không mà lại rất trùng hợp Hôm đó anh Dũng lại nghỉ ở nhà Chị Hà đến nơi Thấy cả anh Dũng và bà Nga ở nhà Thì lấy làm ái ngại Mà nói với bà Nga Dạ cả nhà mình ở nhà Thế thì có lẽ không cần đến cháu Vậy thì cháu xin phép về ạ à? Anh Dũng lại giữ chị Em ở đây đi Vì anh muốn hôm nay em vẫn đến Cho nên mới không báo Chị Hà cảm thấy khó xử vô cùng Nên chỉ có thể đáp lại Cùng Nguyên chắc mai là có thể đi học được rồi Nên em về cũng được Bé không cần chăm sóc đặc biệt gì nữa đâu ạ. À. Bà Nga lúc này lại nói. Cô Hà cứ làm nốt hôm nay đi. Cứ chăm sóc thằng bé. Tới khi khỏi hẳn. Như thế là đúng nhất. Thằng cụ Nguyên cũng cứ nảy nỉ. Cô Hà, cô ở lại với con nhé. Còn chỉ thích cô thôi. Vậy là chị Hà miệng cưỡng ở lại. Chẳng phải chị đã biết trước âm mưu của bà Nga. Nhưng là chị không muốn trước mặt người khác. Mà lộ ra sơ hở để ai đó nghi ngờ rõ ràng điều ấy chả có lợi cho ai cả chị hà thừa biết anh dũng không thể bỏ cả gia đình để chọn chị và chị cũng không thể phá gia đình nhà anh được ở bên lề cuộc đời anh như thế này đã là quá đủ rồi cả ngày hôm ấy bà nga cứ du rú trong phòng thằng nguyên không ra nhưng thực chất bà lại hướng mắt ngó xem chị hà đang làm gì anh dũng đang ở đâu liệu họ có tình tứ hay không còn đối với anh dũng cũng luôn ý thức được sự có mặt của mẹ vợ, nên không dám cư xử quá phép với nhân tình. Ánh mắt anh chỉ đôi khi liếc trộm khi chị Hà trong bếp. Cũng chỉ là những động tác giang, đảo, nêm nếm của việc nấu nướng mà khiến trái tim anh thổn thức. Ở các phòng khách xem tivi, ảnh Dũng nhìn chị Hà khẽ cười. Cái cảm giác hạnh phúc khi có bóng dáng người đàn bà đã lâu mới xuất hiện trong nhà, thật là lạ. Chưa bao giờ anh muốn coi chị như kẻ để khoản lấp nỗi trống vắng mà vợ để lại nhưng quả thực cây hương thức ăn được một người phụ nữ nấu làm nhanh nhớ cái bình yên đầm ấm của gia đình thế nhưng cái ánh mắt chỉ như điểm của anh dũng lại lọt vào đôi mắt khác đương nhiên đó là bà nga bà vội vàng phi ra phòng khách để ngăn cản con rể tư tình hơn anh dũng thấy mẹ vợ ra thì chuyển hướng nhìn sang tivi nhưng miệng vẫn không tắt nụ cười anh lại nói với bà nga vậy ra xem phim mẹ ơi. Phim Việt Nam dạo này hay quá. Hải cười đau ruột với cái cô Kim cậu Du này. Đúng là ghét thì yêu thôi. Bà Nga lại lựa lời bóng gió. Thì mảnh bây giờ cũng nhiễu lắm. Cứ dậy người ta cập bồ rồi dối gian. Cha hiểu sống thế có nghĩ đến con cái không? Anh Dũng lại nói với cái giọng của những kẻ bị chạm vào tim đen. Nhưng vẫn cố làm như không có chuyện gì. Cũng tùy thôi mẹ ạ. Phim là phim, đời là đời. Có nhiều thứ gọi là duyên phận những chuyện vạn bất khả tư bà nga nghe con rể đối lại như thế thì có chút ức chế trong lòng đàn ông vẫn là đàn ông thằng nào chẳng là da là thịt vạn niên người xưa đã dạy cố mời mà không ăn họa là kẻ ngu thấy gái không ngó có mà mù thôi nếu không phải biết chị hà mai sẽ nghỉ thì bà không để mọi chuyện mập mờ như thế lòng bà nga ấm ức nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn vì cái quan trọng là chứng cứ thì bà lại không có bởi lẽ chị Hà cư xử rất chừng mực Nếu chị có ánh mắt của anh Dũng Thì cũng chẳng nói lên được điều gì Sáng hôm sau Bà Nga cũng về nhà sớm Tất cả nỗi chăn trở Bà lại trải lòng với thông gia Thằng Nguyên đã khỏe Mà tôi ở đây cũng mấy hôm rồi Nên cũng lo cho ông nhà tôi ở nhà Chả biết ông ấy càng đáng nhà cởi ra sao Hôm nay tôi phải về Thôi thì là con chung cháu chung Có gì bà ở gần Thì đỡ đần bố con nhà nó Bà Thi đáp lại thông gia. Bà yên tâm, tôi sẽ hết sức vì con cháu. Bà Nga lúc này lại khéo léo dặn dò bà Thi. Vâng bà ạ, tôi cũng biết là như thế. Nhưng có nhiều chuyện không phải mình muốn mà nó vẫn đến. Tốt nhất nên phòng tránh ngay từ đầu. Giả dạ như không muốn con nó có gì với người đàn bà khác, thì tốt nhất chúng ta không nên tạo cơ hội cho nó gần gũi mà nảy sinh tình cảm. Bà Thi nghe đã thừa biết bà thông gia có ý mánh khóe không hài lòng về việc chị hà tới trăm thẳng nguyên nhưng chị cười chờ bà không phải không tin con trai nhưng mà thông gia nói cũng có lý lắm bà thì quyết định sẽ nói chuyện nghiêm túc với con trai bà cũng muốn dặn anh giữ mình cho khỏi bị sa ngã bà thi sợ con trai mình mà có gì không ổn thì gia đình sẽ không yên lúc ấy các cháu của bà sẽ rất tội nghiệp giờ này chưa có gia đình nào không hạnh phúc mà con cái trưởng thành đàng hoàng cả nhưng cũng giống như bà nga bà thi đã chậm một bước thế nhưng bà cũng đâu biết chuyện đó mà mới chỉ là dặn dò con trai phải lấy gia đình làm trọng mà thôi anh dũng vừa đi làm về bà thi đã chạy sang nhà để hỏi con trai này cô nguyên nó đi học cô giáo có báo gì không con mẹ chỉ lo nó sốt thì lại khổ thân anh dũng trả lời con gọi hỏi thăm cô giáo rồi ạ nó khỏe mạnh bình thường mẹ đừng lo lắng ạ bà thi lúc này mới úp mở mà chuyện chưa vào vấn đề chính. Giá có mẹ nó ở nhà thì tốt quá. Nhưng mẹ nó đi vắng thì cũng không ai có thể thay thế được. Mẹ là mẹ, vợ là vợ. Không người đàn bà nào có thể thay cái nguyệt cả. Chỉ có nó mới đúng là vợ con, mới là mẹ sinh ra bọn trẻ. Anh Dũng đáp lại. Sao tự nhiên mẹ lại nói như thế à? Có chuyện gì hay sao à? Bà thì lúc này mới sổ tuệt ra với con trai. Nếu con muốn giữ hạnh phúc gia đình, thì đừng có phản bội vợ. Đến khi mọi thứ tàn tành, thì hai đứa trẻ sẽ khổ, mà con có bước tới người đàn bà khác, cũng không sống thành thơi đâu. Anh Dũng im lặng không phản ứng, bà Tư chỉ mong con hiểu và giữ mình. Chưa bao giờ bà nghĩ để con dâu đi xa là đúng, nhưng cũng không phải vì thế mà cứ mặc kệ con trai. Anh Dũng tuy hiểu hết những lời mẹ mình nói, nhưng trong lòng anh, cái vị trí của chị Hà đã không còn nhỏ nữa. Bóng rằng bây giờ của chị đã dần dần làm lu mờ vị trí hình ảnh của chị Nguyệt. Ở đời này, thằng đàn ông nào chẳng thế. Thằng nào cũng đều ưa khám phá mạo hiểm. Ăn vụng lúc nào cũng ngon hơn trên mâm. Thứ mình khao khát mà khó có được thì người ta mới nâng niu. Những thứ dễ dàng có trong tay, lâu ngày sẽ trở nên quá đỗi bình thường. Anh Dũng cũng chỉ là một thằng đàn ông, chứ chẳng phải thánh nhân gì. Đương nhiên, nỗi mong nhớ bây giờ là anh mơ về hơi ấm nồng nàn của chị Hà. Đêm ấy là cuối mùa đông, từng đợt gió bức thét gào như cắt xa cất thịt. Nhân lúc hai đứa con đã về bà ngoại chơi, thì anh Dũng lại tìm đến người tình. Cũng giống như mọi lần, vừa đi xe ôm tới cổng làng thì anh đi bộ vào. Anh Dũng đứng trước cửa gõ ba tiếng. Chị Hà đã quen mui, liền hé cửa rồi kéo người tình vào nhà. Anh Dũng như phát điên sau những ngày kìm nén. Họ lao vào nhau vổ vập như hổ ngoạm mồi. Hai đôi môi ấy cuốn chặt lấy nhau với đường cơ xoắn dẻo anh dũng bế bồng chị hà vào phòng rồi đặt chị xuống giường lần này chị hà chủ động giúp anh cởi bỏ quần áo hai người chẳng còn một mảnh vải che thân những cơn dạo dược khiến họ chẳng hề thấy lạnh anh dũng lại nhẹ nhàng vuốt vé âu yếm thân hình của chị khiến đầu óc chị như quay cuồng điên đào đôi tay chị ôm sát lấy tấm lưng trần của anh cho đến khi hai cơ thể hòa vào một mà không còn khoảng cách của lớp da nữa trong đêm những động tác được lập đi lập lại như một quy trình tiếng thở mạnh một cách gấp gáp cứ vang lên đầy mê hoặc sau khi đã được thỏa mãn bản thân họ ôm nhau vào lòng lúc này anh dũng mới nói với chị hà chúng ta cứ thế này thì em chịu thiệt thòi quá tết rồi anh sẽ phải lo cho gia đình không thể bên em được chị hà kẽ rụi đầu vào ngực anh dũng thù thì em không đòi hỏi gì cả cũng không thấy thiệt thòi chỉ cần là một phần nhỏ trong cuộc sống của anh là được rồi. Anh Dũng vuốt ve mái tóc của nhân tình mà không nói thêm gì nữa. Đầu anh lúc ấy lại nghĩ phải làm gì cho người đàn bà ấy. Nhìn cuộc sống bê tắc của chị, anh sao có thể an lòng. Dẫu biết cái tình yêu này là ngang trái, nhưng vẫn cứ nguyện yêu. Gần Tết, chính xác là trước khi anh chồng chị Hà về, anh Dũng lại tìm tới chị Hà. Lần này không vụ vào với chuyện làm tình mà anh đưa cho chị 2 triệu, anh còn dặn sắp Tết rồi, em cầm lấy, mua sắm cho bản thân, đừng có bỏ bê mình quá. Chị Hà không chịu cầm mà đáp lại. Anh hãy dành lo cho hai đứa trẻ, em với anh đơn thuần là tình cảm, chưa trả về thứ gì hết. Anh Dũng lại nói. Còn thì anh đã sắm sửa đầy đủ cho chúng nó rồi, đây là anh muốn dành cho em, cũng vì yêu em nên anh muốn có trách nhiệm, hãy cứ để anh lo. Chị Hà không nói gì nữa, như là ngầm chấp nhận. Vì anh nói anh muốn lo cho chị Nên chị mới xuôi lòng Trong lòng chị Hà lúc này vừa vui mừng Vì anh Dũng coi trọng mình Vừa thấy có tội với hai đứa trẻ Những thứ suy nghĩ đan xen Chắc người khác khó lòng mà hiểu được Thế rồi cái Tết cũng qua Valentine ấy vào rằm tháng riêng Anh Dũng biết Chồng chị Hà đã đi Nên lại hẹn chị ở một nhà nghỉ Vào buổi chiều xuân có lần còn chút xe lạnh Lần chị Hà trông buồn lắm Đôi mắt chị thâm quầng vì những đêm chẳng ngon giấc chị mở cửa cho anh hà vào phòng sợi xả vào lòng anh bằng khóc nức nở chị lại trách anh em mong anh từ hôm qua tới giờ nên đã tới từ rất sớm anh dũng đáp lại anh cũng rất nhớ em giá mà chúng ta được thoải mái bên nhau nói vừa dứt câu anh lại ngượng ngùng xấu hổ chẳng phải anh muốn giữ chị ở khoảng trời riêng và không thể làm đảo lộn cuộc sống hay sao thế mà bây giờ anh lại tham lam muốn thoải mái bên chị Thằng nào anh lại chấp nhận đánh đổi cả gia đình. Cũng giống như khi trước, anh luôn tỏ thái độ coi khinh những thằng đi ngoại tình và muốn lo cho cuộc sống của nhân tình là ngu ngốc và dại gái. Thì bây giờ anh lại làm y chang như vậy. Thế là anh Dũng lại tự thấy mình đáng khinh. Phải rồi, anh là một thằng bị ổi, đạo đức giả nhất thế gian. Dù thế nào đi chăng nữa thì ngoại tình vẫn là sai. Khi anh Dũng đang suy nghĩ đầy đau khổ, thì chị Hà vả nhẹ vào má anh vì thấy nhân tình bỗng dư thất thần. Chị lại hỏi. Anh làm sao vậy? Anh Dũng giật mình quay sang nhìn chị Hà. Bên dưới cổ giáp xương đòn, những vết xước của việc sâu sát và thâm tím của ngoại lực vẫn hẳn rõ. Anh lại hỏi chị, những câu hỏi như đã biết trước câu trả lời. Hắn lại đánh nghe mà. Chị Hải im lặng không phủ nhận như là câu trả lời cho anh. Anh Dũng lại xót xa cho người đàn bà ấy. Anh thấy bất lực, vì không thể làm gì cho nhân tình. Cũng đúng, chị không phải là vợ anh, thì anh lấy tư cách gì ra để mà bảo vệ. Không lẽ lại tới đánh hắn ta vì tội làm tổn thương nhân tình của mình, trong khi hắn mới là chồng hợp pháp của chị ư? Nước mắt anh cứ trực trào rơi, anh nghẹn ngào hỏi chị. Làm sao mà hắn đánh em? Chị Hà đáp lại. Anh ta đánh bạc từ hôm mùng 2 tới giờ, số tiền mất cũng khá, mất cả chiếc xe máy nữa. Em có nói thì anh ta bóp cổ, và nói rằng em không có quyền lên tiếng. Anh Dũng lại nói với chị Hà, em nên bỏ hắn đi, đừng cố ở lại để hắn hành hạ nữa. Hãy về nhà mẹ đi. Không phải anh muốn em bỏ chồng để tiện qua lại, nhưng là vì em, đừng có hủy hoại cuộc đời mình thêm nữa em ạ. À. Thực ra không cần tới anh Dũng khuyên, mà chị Hà cũng đã tính tới chuyện đó. Thời gian qua chịu đựng anh ta thấy là đã đủ rồi, coi như là đã trả hết ơn nghĩa. Một kẻ đã chán chồng, thì có rất nhiều lý do. Khi hai người chỉ mới đang tâm sự Chứ chưa kịp làm gì cả Thì điện thoại của anh Dũng lại báo có cuộc gọi tới Trên màn hình hiện lên chữ Giáo viên chủ nhiệm lớp 4A2 Anh Dũng vội bắt máy Thì đã có giọng nói vang lên Tôi là cô giáo chủ nhiệm lớp 4A2 Trường tiểu học Phan Bội Châu Cho hỏi đây có phải số điện thoại Phụ huynh học sinh em Trần Kim Dung phải không ạ à? Anh Dũng có chút lo lắng đáp lại Vâng tôi là bố cháu ạ à. Cô giáo chủ nhiệm lại nói tiếp rất tiếc phải thông báo với anh Cháu nhà mình khi xếp hàng đi về Không may ngã cầu thang Chẩn đoán là sơ bộ gãy xương tay trái Chúng tôi đã đưa cháu vào bệnh viện huyện Giờ báo cho gia đình mình biết ạ à? Anh Dũng một lần nữa Chạy ra từ nhà nghỉ để về với con Có lẽ nào ông trời lại đang phạt anh Vì tội gian dâm không Thực tế kéo anh Dũng lại Để anh phải hiểu rằng còn là trên hết Trên taxi đi về Chị Hà lại nói với anh Mà em đến viện chăm sóc Dung được không anh? Tội nghiệp con bé quá Anh Dũng có vẻ lưỡng lự đáp lại Lần trước mẹ vợ anh đến Bà không hài lòng khi có phụ nữ khác trong nhà Nên mẹ anh ngại Để anh về nói với bà xem sao Chị Hà không nói gì thêm Lòng buồn rười rượi Chị lo cho cái Dung là thật Mà cũng muốn vì anh Dũng nữa Chị lại tự trách bản thân mình Liệu có làm gì để bà Nga giận Hoặc có gì sơ hở Mà bà ấy thấy nên mới không muốn chị đến không Khi đến bệnh viện huyện anh Dũng chạy vào với con, còn chị Hà thì lại đi về nhà. Thấy cái dáng vẻ thất thểu lo lắng cho con của anh, chị lại càng thấy tội lỗi. Chị chỉ muốn chạy tới ngay đó xem cái dung thế nào, cũng là để chăm sóc nó, như là chuộc lại một phần lỗi lầm. Phần anh Dũng, khi vừa vào tới nơi thì thấy con gái đang được bác sĩ bó bột thì lòng dạ quặn đau. Con bé chắc đau lắm, mặt mũi tái mét nhưng mà không kêu la. Cô giáo cũng đang ở đó động viên nó. Đến khi cái dung thấy anh Dũng tới mới ỏa khóc nức nở mà gọi. Bố, bố ơi! Anh lại gần dỗ dành con gái. Ngoan, không khóc nữa. Con gái bố phải thật mạnh mẽ rồi con sẽ khỏi nhanh thôi. Sau đó anh tới trao đổi với bác sĩ thì được thông báo. Còn anh bị gãy xương ống tay đoạn giữa khửu và cổ tay. Rồi anh nghe cô giáo trình bày nên cũng không nỡ trách họ. Anh chỉ thương nó là con gái. Giỡn tay như vậy, những việc cá nhân thì tính giao. Còn những chuyện tay chân anh vụng về Sẽ chẳng giúp được cho con gái Lúc này anh lại nghĩ giá mẹ nó có ở nhà Thế rồi lại tặc lưỡi Bà bố con cũng quen rồi mà Ở ừ thì không cần vậy Sáng hôm sau Bà Nga bắt xe thẳng xuống bệnh viện huyện Ngay khi nghe con rể báo tin Bà Nga cũng thương cháu ngoại Nên muốn chăm sóc nó Nhưng giả rồi cũng chẳng biết buộc tóc thế nào Cho vừa ý nó Rồi lại thay áo rồi đưa đi tắm rửa vệ sinh Bố nó là đàn ông nên bà trả yên tâm. Còn bà thông gia có trẻ hơn bà mấy tuổi đâu. Cực chẳng đã bất đắc dĩ, bà Nga phải nói với con rể. Hay là gọi cô Hải đến chăm sóc cho con Dung đi. Anh Dũng vui như mở cờ trong bụng nhưng vẫn nói với mẹ vợ. Còn cũng không chắc được không, để con gọi xem cô ấy có thể đến đây không ạ. À? Bà Nga lần này im lặng không nói gì nữa. Thôi thì trời hạn quá ắt sẽ có mưa mà bão qua rồi thì sẽ lại nắng miễn là cuối cùng vợ chồng con cái chúng nó quây quần thì không giữ con rể nữa mà có giữ cũng không được anh dũng sau đó gọi cho chị hà và đương nhiên là chị nhanh chóng có mặt để chăm sóc cái dung nhìn chị chu đáo và rất tâm huyết bà nga cũng không bắt bẻ gì nữa quan trọng là bởi bà cũng buông xuôi không quản chị hà chăm con bé hết lòng tới nỗi những giường xung quanh lại nghĩ chị là mẹ nó chỉ điều ấy khiến bà Nga không vui. Cho đến hôm về nhà, bà còn dặn cái Dung. Cô Hà chỉ là chăm sóc cháu thôi, chứ không phải là mẹ cháu đâu nhá. Có những chuyện, chỉ mẹ cháu làm mới được. Nên nếu chuyện gì cháu tự làm được, thì đừng có phiền cô ấy quá. Bà Nga nói vậy, cũng là ý để chị Hà tự biết vị trí của mình ở đâu, mà đừng có làm quá phận. Bởi bà thấy, hai đứa cháu ngoại quý cô Hà quá. Bà sợ là chị cướp chồng, cướp con của con gái bà Mà nhất là thằng Cung Nguyên cứ liên tục nói Cô Hà là mẹ con nhá Còn thích cô là mẹ con cơ Biết cháu ngoại thèm hơi mẹ Bà Nga lặng lẽ quay đi Lau giọt nước mắt Nhật định năm rưỡi nữa Chị Nguyệt hết hợp đồng Bà Nga sẽ không cho chị đi nữa đâu Rồi vài hôm sau Bà Nga cũng phải về trên nhà mình Dẫu bà lo thì cũng chẳng thể làm gì hơn Chiều hôm ấy Anh Dũng đi làm về mà không thấy con đâu, chỉ có chị Hà đang sắp mâm ở trong bếp. Trong cái không gian lãng mạn ấy, anh Dũng đã không kìm lòng được và hôn lên môi của chị. Chị vội vã né anh ra rồi ra hiệu đừng làm thế. Nhưng tất cả đã muộn. Khi cái Dũng đi từ tầng 2 đi xuống, nó đã kịp chứng kiến tất cả. Con bé không gào thét mà chỉ nhìn hai người chằm chằm. Chị Hà sợ hãi quay đi. Anh Dũng vội nói dối con để chống chế. Sàn bếp ướt quá, không có bố đỡ là cô hàng ngã rồi. Chẳng ngờ con bé rừng dưng đáp lại. Vâng. Rồi tỏ vẻ không quan tâm mà quay về phòng. Đến tối, nó ra ăn cơm rồi nói chuyện với bố và cô hàng như bình thường. Khiến anh chị nghĩ rằng con bé trẻ con không hiểu chuyện. Nhưng họ đã nhầm. Cái Dung có suy nghĩ người lớn hơn nhiều cái tuổi lên chín của nó. Sáng hôm sau, anh Dũng cố ý chờ chị Hà tới rồi mới đi làm. Anh muốn nhìn thấy chị như là động lực làm việc vậy. Chị cần ngắm đôi vai gầy của chị, dáng đi nhẹ nhàng thanh thoát ấy, trong lòng anh an yên vô cùng. Anh Dũng đi rồi, chị Hà mới vào nhà trải đầu cho cái Dung. Bất chợt nó hỏi chị. Cô và bố con yêu nhau phải không? Chị Hà giật mình, nhưng vẫn hỏi lại. Sao con lại nói như vậy? Cái Dung lại nói. Con đã từng thấy bố nhắn tin là nhớ cô. Hôm qua con cũng thấy bố hôn cô. Con cũng thích cô nữa. Nhưng con không muốn bố bỏ chị em con theo cô đâu mẹ bạn hùng lớp con cũng đi làm xa rồi bố bạn ấy lại cưới cô giúp việc sau đó hai người họ đi mất chỉ còn bạn hùng ở với bà nội thôi con không muốn giống bạn ấy đâu cô ạ à. chị hà lại rưng rưng nước mắt đáp lại cô hứa với con cô không cướp bố của con đâu cô xin lỗi đã làm con buồn con bé quay đầu lại giơ tay lành lặn lên lau nước mắt cho chị hà mà nói nhưng mà con cũng yêu cô lắm có cô con không nhớ mẹ nữa nên con không nói gì với bà đâu. Vì con biết nếu mách bà là cô và bố yêu nhau thì bà sẽ không cho cô đến đây nữa. Chị Hảo ôm nó vào lòng thủ thì Cảm ơn con đã yêu thương cô. Xin lỗi con vì cô đã không tốt. Mong con hiểu cho cô. Có những chuyện cô không nói rõ được. Nhưng cô hứa cô không cướp bố của con đi đâu cả. Bố còn mãi yêu con và không bao giờ xa hai chị em. Cái dung lại tựa đầu vào ngực chị. Trong lòng chị Hà thấy xốn sang ghê gớm. Lẽ nào đây là thứ tình mẫu tử bấy lâu nay chị mong ước? Tại nhà của bà Thi đang có khách, chẳng là bà Lụa có con làm gần chỗ chị Nguyệt bên Đài Loan. Được về nghỉ phép, nên chị Nguyệt gửi biếu mẹ chồng ít quà. Thế nhưng bà Lụa lại là kẻ nhiều chuyện và chẳng giữ được mồm miệng bao giờ. Bà ấy lại ngứa họng mà nói với bà Thi. Này bà, tôi thấy thương mới nói với bà chuyện này. Bà Thi thấy hàng xóm có vẻ rất nghiêm túc thì mới nói. Bà cứ nói đi, tôi nghe. Bà lụa lại thì thầm vào tay bà Thi rất nhỏ. Tôi nghe con lành nhà tôi nói rằng, cây nguyệt con dâu bà đang cặp với cái thằng Nghệ An, nghe bảo nửa năm nay rồi. Lúc này, mặt bà Thi đỏ bừng vì máu dồn lên não, mắt bà cứ như mở đi. Cái miệng của bà lụa thật là tai hại, nhưng đôi tay bà ta thì vô cùng linh hoạt. Thấy bà Thi có những biểu hiện không ổn thì liền chạy lại đỡ bà Thi rồi hỏi thăm. Bà, bà có sao không? Tôi, tôi xin lỗi đã khiến bà bị sốc. Bà Thi xua tay. Không, tôi không sao cả. Bà cứ yên tâm. Tôi uống chút nước, sẽ hết choáng thôi mà. Bà lụa biết ý, liền rót cốc nước lạnh rồi đưa cho bà Thi, nói với giọng điệu rất khẩn trương. Bà uống đi này. Bà Thi đợi lấy cốc nước của hàng xóm, thì uống liền một hơi tới cạn. Quả nhiên, sắc mặt bà cũng có sức sống hơn, Lát sau khi đã hết choáng và trở lại bình thường, tầm can cũng thanh thản, bà Thi mới nói với bà Lụa. Tôi nghĩ có hiểu lầm nào đó, chứ cái nguyệt nhà tôi không tới nỗi thế đâu. Nhưng cũng vì nhiều lý do, mà nhất là không muốn chuyện đồn ẩm ý, ảnh hưởng tới bọn trẻ. Thế nên, tôi xin bà đừng nói chuyện này ra. Tôi thì luôn tin con dâu, nhưng không phải ai cũng tin, rồi còn hạnh phúc gia đình của nó nữa. Mong bà, nhớ giữ miệng giúp tôi. Bà Lụa tỏ ra khó hiểu đáp lại. Bà tin còn dâu đến như thế ư? Ừ. Chuyện rõ ràng như vậy rồi mà. Ừ thì bà có thể tha thứ vì ở xa, nên không tránh được những lúc cô đơn mà sao động. Chứ sao có thể không tin? Bà Thi quả quyết. Tôi đã nói rồi, con dâu tôi nó không đời nào như thế. Nhưng tôi không muốn những tiếng tăm không hay làm ảnh hưởng tới gia đình con trai tôi. Cháu tôi nó cũng không còn nhỏ nữa. Nó nghĩ gì? Nếu mẹ nó bị mang tiếng như vậy, mong bà đừng nói gì cả. Bà lụa liền im lặng suy nghĩ Rồi mới trả lời lại Ừ tôi biết rồi Lúc này bà Thi mới thở phào nhẹ nhõm Cảm ơn bà Hạnh phúc gia đình của nhà tôi trông vào bà Bà lụa có vẻ không vui Nhưng cũng không nói gì thêm nữa Hai bà nói với nhau dăm ba câu chuyện Quanh quần ở cái góc thị trấn này Lúc sau thì bà lụa mới về Bà lụa về rồi Bà Thi vẫn ngồi trầm ngâm Chuyện con dâu bà có cặp bổ đi chăng nữa thì bà cũng phải xem như không có. Trước khi chị Nguyệt đi sang đài, bà đã suy xét mọi sự việc có thể xảy ra. Bà thì cũng biết bao nhiêu trường hợp đi sang đó, kẻ ở nhà có bồ người bên ấy cũng mượn tạm một bờ vai. Kết quả vẫn là sự tan vỡ. nên bà sợ, sợ cháu mình khổ vì bố mẹ nó chia tay. bằng mọi cách bà sẽ giữ máy ấm cho hai đứa nhỏ, nhất định phải là như thế. bởi vậy cứ cho rằng quất mắt trông coi đi, Thả rằng chẳng có gì thì tất cả sẽ bình yên. Trong căn phòng trọ của chị Nguyệt bên Đài Loan, chị Nguyệt dùng hết sức để người đàn ông tên Mạnh ra cửa và quát. Anh đi đi, đừng có bao giờ tìm đến tôi nữa. Chúng ta không còn là gì với nhau cả, đừng có sai lầm nữa được không? Anh ta vẫn đỉ lợm mà nói. Chúng ta ở bên này sẽ không có ai biết gì đâu. Có biết thì cũng không có bằng chứng. Hãy cứ vì chúng ta được không? Sai lầm của anh là đã đánh mất em một thời tuổi trẻ. Vì lúc ấy anh chẳng có gì cả Còn em cũng thừa nhận không quên được anh biết sao Giờ tại sao chúng ta không bù đắp cho nhau Chị Nguyệt vừa gào khóc Vừa đáp lại anh ta với tâm trạng rất tồi tệ Đúng là chúng ta đã có một quãng thanh xuân Nhưng tất cả chỉ nên xem là kỷ niệm mà thôi Tôi đã sai rồi Không nên để mọi chuyện đi quá xa nữa Anh ta lại hỏi chị Em vẫn còn yêu anh, có đúng không? Chị Nguyệt lắc đầu Không, không phải bởi đối với anh chỉ là mối tình đầu, khó vai. Vì chúng ta ích kỷ, cứ níu giữ quá khứ nên mới có sai lầm ngày hôm nay. Nhưng bây giờ tôi nghĩ mình dừng lại. Ai cũng có gia đình cả rồi, đừng có cố chấp nữa. Anh Mạnh lại hỏi. Em nói không còn yêu anh. Tại sao khi anh về nước, em đã muốn theo anh sang bên này? Chị Nguyệt lại nói. Lúc ấy là sai lầm của chúng ta. Khi gặp lại anh tôi đã sao xuyến. Đó chỉ là cảm xúc nhất thời khi ký ức lùa về tôi theo anh chỉ một lần sa ngã của bản thân những dằn vặt khi nhớ về con khiến tôi đã ngộ ra mình sai rồi chúng ta đều chẳng thể bỏ gia đình thì tốt nhất không nên vướng nữa làm như thế là có tội với con cái có lỗi với bạn đời của mình anh mạnh lúc này mới buông xuôi mà nói vậy thì tùy em tất cả là do em suy nghĩ quá nhiều mà thôi nhưng anh tôn trọng ý kiến của em em nên nhớ mình sang đây là vì nhau hơn một năm qua vẫn thế đến bây giờ em mới hối hận ư ừ, đã lỡ rồi sao không chót luôn đi chị nguyệt khóc lóc vật vã bao nhiêu ngày chăn trở suy nghĩ mãi chị mới có thể quyết định dứt khoát với tình cũ nhất định chị phải sửa sai lầm này anh mạnh thấy chị nguyệt như vậy cũng không nợ ép buộc nữa anh nhìn chị rồi quay gót đi thì ra đàn ông thằng nào cũng vậy họ đều tham lam và ích kỷ nếu được sống theo kiểu đa thê thời phong kiến thì tốt chứ tất cả bọn họ đều muốn thêm mà không muốn bớt đa số khi đàn ông được hỏi anh chọn tình nhân hay chọn vợ đều có câu trả lời đơn giản đàn ông vừa thích sự chăm sóc tận tụy của vợ và sự phục vụ chu đáo của bồ thế nên có được cả hai mới là hoàn mỹ nhất nhiều kẻ khốn nạn đến cùng cực là chọn tình nhân nhưng cũng không chịu giải thoát cho vợ họ bắt vợ chấp nhận và chịu đựng dù muốn hay không Chị Nguyệt thì nhớ lại cái ngày này hai năm trước. Khi ấy chị đi về quê ngoại dự lễ 100 năm thành lập trường cấp 3. Sở dĩ chị học ở đó vì khi chị lên trung học phổ thông, gia đình nhà chị gặp biến cố. Mẹ chị bị mất việc, phải ở nhà chồng rau bán ngoài chợ. Nếu không về đó ở cùng bà ngoại, thì động lương công chức của bố không thể nuôi mấy chị em ăn học. Nơi ấy là miền trung nắng gió, đời sống còn những đầy dẫy những khó khăn thiếu thốn. Nhưng con người miền trung lại kiên cường siêng năng nhớ lại ngày chị gặp anh mạnh anh hỏi chị với cái giọng nghệ rất nặng bạn đi ở mô răng mà về dưới trên nớ không có trường à vậy mà anh nói đi nói lại ba lần chị cũng chẳng hiểu anh khi ấy là phó bí thư đoàn trường và anh tự nhận nhiệm vụ dìu sát học sinh mới làm quen và hòa đồng với các bạn dần dần hai đứa yêu nhau tình yêu thể học sinh ấy đẹp hơn bất cứ khái niệm ngôn tình nào Thế nhưng, ngày chuẩn bị ôn thi cấp 3, anh và gia đình đột nhiên biến mất. Sự mất tích của anh đã làm chị như phát điên. Phải cố gắng lắm, chị mới vực lại tinh thần để thi tốt nghiệp. Thế nhưng năm ấy chị trượt cao đẳng. Sau đó chị học sơ cấp may mặc và làm công nhân cho tới khi gặp anh Dũng rồi nên duyên. Chị tưởng cả đời sẽ không bao giờ gặp tình cũ. Vậy mà anh Mạnh xuất hiện trước mặt chị như là trong mơ. Nhìn anh phong gió đĩnh đạc và khá thành đạt, anh tự tin tiến lại gần chị mà hỏi trước em cũng về dự à chị nguyệt gật đầu rồi thản nhiên đáp lại vâng đương nhiên rồi em là học sinh của trường cơ mà anh mạnh cười gượng gạo cuộc sống của em tốt chứ chị nguyệt trả lời cũng không quên trách móc anh vâng ạ à. từ khi anh bỏ đi em vẫn học và thi tốt nghiệp sau đó lấy chồng và giờ đã sinh được hai con cuộc sống không giàu sang nhưng mà khá êm ấm ạ à. Anh Mạnh đáp với một giọng buồn bã. Vậy là tốt rồi. Anh vẫn thầm cầu những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em. Chị Nguyệt không nói gì thêm. Nhưng đến khi cùng cả lớp đi dự tiệc. Thì một lần nữa chị bị anh Mạnh nắm lấy nửa phần hồn. Anh nói ngày ấy bố anh đi biển bị nạn. Gia đình lâm vào nợ nần. Phải bán nhà rồi anh bỏ học phụ giúp gia đình. Đến khi đủ tuổi là sang Đài Loan xuất khẩu lao động. Đến khi anh đáo hạn lần một thì về nhà mẹ anh đã sắp xếp cho anh cưới một cô nàng hàng xóm. Cô này ngoan ngoãn, nhưng mà bị tật là thọt chân. Anh vốn không yêu, mà mẹ nói cô ấy đã giúp đỡ cha mẹ anh. Mỗi khi ốm yếu, nên họ thương mà muốn anh vun đắp hạnh phúc với cô hàng xóm. Vậy là anh cưới vợ, nhưng thầm tâm vẫn chỉ yêu chị Nguyệt thôi. Rồi khi con gái anh 2 tuổi thì anh lại sang đài. Lần này, anh tiện nghỉ phép nên về tham dự lễ trường và hy vọng gặp lại người yêu tuổi thanh xuân ấy. Rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, rồi có ngày bà Thi cũng phát hiện ra chuyện động trời này. Bởi lẽ những sự thay đổi của con trai đã làm bà thấy nghi ngờ mà tìm hiểu ra mọi chuyện. Anh Dũng quả thật là thằng đàn ông biến chất. Không phải anh không còn yêu con, nhưng những mối quan tâm bây giờ của anh lại dồn vào nhân tình nhiều hơn. Mỗi lần anh nghe điện thoại của vợ, chẳng còn cảm giác vui vẻ mà chỉ là bắt buộc bởi lẽ anh cũng vẫn giữ quan điểm vừa muốn giữ gia đình lại vừa muốn có cả bồ xem ra độ khốn nạn của anh dũng cũng chẳng còn kém thằng đàn ông nào trên đời nữa hơn cả thế là anh lại trở nên vô tâm một cách vô lý với hai đứa nhỏ ngày trước anh dũng đâu dám để con cái ở nhà quá lâu khi không có người lớn còn bây giờ chuyện ấy là bình thường có hôm anh để con ở nhà cả đêm mà đi với nhân tình điều này đã bị bà thi phát hiện Bà thừa hiểu đàn ông vô tâm với vợ con Chỉ là đã có người đàn bà khác mà thôi Từ ấy Bà Thi bắt đầu để tâm đến anh Dũng Đúng là con trai bà hội tụ đủ lối sống Của kẻ ngoại tình Với những biểu hiện của sự dối trá và lươn lẹo Nhiều lúc biết con trai nói dối Bà cũng không muốn vạch trần Cho đến một ngày Bà Thi muốn đánh động con trai mà nói với anh Dũng Mẹ thấy dạo này có thở ơ với bọn trẻ thì phải Anh Dũng đáp lại con cũng bận đi làm kiếm tiền chưa mẹ Với lại hai đứa cũng lớn rồi Không phải con không quan tâm chúng nó Mà để nó tự lập hơn thôi Bà Thi nổi giận quát lớn Chúng nó đã đủ tuổi trưởng thành chưa Mà con nói lớn Con đã đi đâu mà cả đêm không về Đừng có bao biện Việc gì mà đi làm đêm hôm Anh Dũng vẫn cố cãi Ừ thì nhiều lúc con cũng buồn Nên đi rượu chè với bạn bè Có lần say quá cũng ngủ lại nhà chúng nó Bà Thi hử một tiếng rồi mắng rượu chè không hề tốt. Mà hơn nữa cái vấn đề chính là chưa hẳn anh đi uống rượu nhà bạn. Tôi nói cho anh biết, gia đình là thứ tồn tại cốt yếu nhất. Có ăn cơ mới lạc nghiệp được. Đừng vì cô đơn mà tìm tạm một người tâm sự, hậu quả sẽ khó lường. Anh Dũng có vẻ trột dạ nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại. Còn đã mấy chục tuổi đầu rồi, còn khác biệt cân nhắc. Mẹ không phải lo. Bà Thi lại dịu giọng. Tôi nói trước rồi đấy, anh hành động thế nào cũng phải giữ đến con mà làm trọng. Đừng có khiến gia đình tan nát mà hổ thẹn với chúng nó. Anh Dũng gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi lại dắt xe ra ngõ rồi phóng đi. Mấy hôm sau, thằng Cũng Nguyên lại sốt vì viêm họng. Chị Hải như thường lệ lại tới để chăm sóc con của nhân tình. Cũng bởi bọn họ đã quá quen hơi nhau nên không còn nén lòng được nữa. Những cử chỉ thân thiết quá mức của đôi gian phu dâm phụ không qua được ánh mắt của bà Thi. Hôm sau, bà liền hỏi cái Dung. Thế, những lúc cô Hảo ở đây, thì con thấy cô Hảo và bố thân thiết lắm không? Kiểu, hay nói chuyện vui vẻ, như con và bạn Minh Anh ý. Con bé lại tròn xoay mắt hồn nhiên trả lời bà nội. Bà cũng biết cô Hà và bố con yêu nhau à? Bà thi giật nảy mình liền hỏi lại. Ai nói với con thế? Con bé lại ngây thơ đáp lại. Có lần con nhìn thấy bố hôn cô Hà trong bếp. Cô ấy nói chị yêu bố thôi, Chứ sẽ không thay mẹ làm mẹ con đâu Cô ấy còn xin con giữ bí mật Không nói cho bà biết Thế mà bà cũng biết được cơ à Bà nội tài thật đấy Bà thi nóng toàn thân Như có ngọn lửa cuồn cuộn trong lòng Nhưng lại cố kìm nén Mà nói với cháu nội Chuyện này con đừng có nói với ai Nhất là mẹ và bà ngoại của con nhé Họ sẽ giận bố con đấy Cái dung trả lời tỉnh bơ Vâng con biết mà Bà Thi gật đầu rồi lại dặn cái dung bà về nhà có việc. Tí cô Hà tới, còn nói với cô là sang nhà bà nhờ chút chuyện nhé. Nói xong, bà Thi chạy về nhà mình, uống một cốc nước to để hạ hỏa. Bà đi đi lại lại chờ chị Hà sang, nhưng mãi chả thấy. Chờ không nổi, bà lại chạy sang nhà con trai. Đúng lúc ấy, bà gặp chị Hà vừa tới cửa, chị Hà liền chào lễ phép. Bác ạ, à, bà Thi không tỏ rõ thái độ, mà vẫn bình thản nói với nhân tình của con trai cô hà đến rồi à? tôi có chuyện quan trọng muốn nói cô sang nhà tôi một chút chị hà linh cảm có chuyện không hay nhưng không dám trái lời nên chị biết đáp lại vâng ạ rồi chị theo chân bà thi về nhà vào tới phòng khách bà vẫn đon đả mời cô ngồi xuống ghế rồi chúng ta nói chuyện tôi có điều muốn nói với cô chị hà run rẩy hỏi lại Bác muốn nói chuyện gì ạ à? cho xin nghe bà thi điểm đạm kể từ hôm nay tôi không phiền tới cô chăm hai đứa trẻ khi ốm đau nữa chị hà giật mình hỏi bà thi dạ cháu đã làm gì không phải ạ à? cháu đã chăm sóc bọn trẻ hết lòng cháu thực sự rất mến chúng ạ à. bà thi không vội đáp mà lại đi mở tủ lấy ra một sấp tiền sau đó đặt ra bàn rồi mới nói tôi biết cô đã ly hôn và về nhà mẹ đẻ giờ cô ở cách xa đề quá đi lại cũng bất tiện đây là tiền tôi trả cho cô và cả tưởng thêm vì cô đã tận tình chăm sóc cháu tôi bấy lâu Chị Hà có vẻ không bằng lòng mà nói. Tiền với cháu cũng rất cần thiết. Nhưng cái quan trọng nhất là cháu rất yêu bọn trẻ bác ạ. À. Bà Thi dường như đã mất bình tĩnh mà mắng thẳng mặt. Yêu bọn trẻ là tốt. Nhưng không bao gồm cô yêu cả bố của chúng nó. Chị Hà bất ngờ bị lộ tẩy chỉ biết ú ớ. Cháu, cháu. Bà Thi lại gắt lên. Tôi nói thẳng nhá. Tôi yêu cầu cô từ nay về sau tránh ra con trai tôi và gia đình của nó ra. Cô đừng có phá vỡ hạnh phúc gia đình nó cô còn trẻ hãy đi kiếm người phù hợp với cô để làm lại cuộc đời đừng có mượn chồng thiên hạ mà mang tội chị hà khóc nước nở rồi lúc xong mới quỳ dưới chân mà ôm gối bà thi cầu xin cháu thực sự yêu anh dũng mỏng bác mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua cho bọn cháu ạ cháu hứa không làm ảnh hưởng tới gia đình của anh ấy đâu ạ cháu chỉ cần là người đứng bên lề cuộc đời anh ấy thôi cũng được ạ bà thi hất tay chị hà ra mà cương quyết đáp lại hai đứa phải chấm dứt ngay chuyện này cứ rộn ràng thế này, đến khi vợ thằng Dũng về thì rắc rối to. Khi ấy, cô không đảm bảo được gia đình chúng hạnh phúc đâu. Còn người ai cũng có lòng tham cả, đã có một sẽ muốn hai. Bây giờ cô chưa có ý cướp chồng đi chăng nữa, nhưng rồi có lúc cô sẽ muốn độc chiếm làm của riêng mình. Tốt nhất là dứt khoát một lần đi. Tôi không bao giờ chấp nhận cho cô bước chân vào nhà tôi đâu. Chị Hà cứ thế khóc lóc, cho tới khi mắt chị tối sầm và bất tỉnh không biết gì bà thi lúc này mới hốt hoảng gọi lớn cô hà cô hà ơi anh dũng khi ấy cũng vừa về tới nhà nghe con gái thuật lại câu chuyện với bà nội thì sững sờ lại còn nghe nói bà thi đã gọi chị hà sang bên ấy nói chuyện thì anh lo lắng vô cùng ngay lập tức anh dũng chạy sang nhà mẹ đẻ thì bắt gặp cảnh tượng ấy chị hà thì nằm gục dưới sàn còn mẹ anh vừa lay vừa gọi chị vừa run rẩy sợ hãi anh dũng vội chạy lại gọi hà ơi hà Chị Hà vẫn chưa tỉnh, anh Dũng lại hỏi bà Thi. Cô ấy bị sao vậy mẹ? Bà Thi tỏ ra rất dối trí chỉ biết đáp lại. Nó, nó ngất rồi, tự nhiên bất tỉnh. Anh Dũng lại nói lớn. Mẹ mau gọi cứu thương đi, phải đưa cô ấy đi viện. Bà Thi cũng cuống quyết. Ừ ờ, ừ. Rồi bà mau chóng làm theo ý con trai mà gọi xe cứu thương tới. Sau đó là hai mẹ con họ cùng nhân viên y tế theo xe vào bệnh viện. Lúc ngồi đợi ở ghế hành lang của bệnh viện, Nhận lúc bác sĩ đang khám sơ bộ cho chị Hà tỏa Thi nói với con trai Dừng ngay cái thói mèo mả gà đồng lại đi Thực sự anh làm tôi quá thất vọng Hãy dừng lại khi quá muộn Tới khi anh hối không kịp đâu Trước khi tình cảm quá đậm sâu Thì dứt khoát ngay đi để khỏi mang hậu họa Anh Dũng vẫn đang lo lắng cho nhân tình Nên bẩn thần đáp lại Con không thể bỏ rơi cô ấy được Chúng con thực sự yêu nhau còn biết con sai nhưng mà không làm khác được còn đối với hà là tình cảm chân thật chứ không phải cảm nắng nhất thời hay là mượn tạm một bờ vai để thay thế vợ ạ à? bà thì điên máu hỏi vặn lại thế thì với cái nguyệt là sao anh coi nó như thế nào hay anh muốn ruồng rẫy nó anh đừng sống thất đức như vậy anh dũng vẫn bình tĩnh trả lời câu hỏi của mẹ mình với thái độ bình thản chỉ xin mẹ đừng nói ra còn sẽ cố gắng để cân bằng cả hai bên còn không muốn phá nát gia đình cũng không nỡ bỏ rơi hà con xin mẹ thương con mà nghe con lần này có được không bà thi trợn mắt mắng con trai tại sao tôi lại sinh ra một cái thằng khốn nạn đốn mặt bỉ ổi tham lam như anh chứ hai người thật là hết thuốc chữa rồi cứ cố chấp bên nhau để được gì chứ đừng có gây thêm đau khổ cho những người khác nữa nhất định là đừng có làm tổn thương bọn trẻ chúng vô tội bà thi chỉ hận lúc ấy không thể xông vào tát con trai mấy phát nếu đây không phải là bệnh viện thì cái mặt cưng cưng của thằng con sẽ lĩnh đủ. Đang khi hai mẹ con họ còn bỏ dở câu chuyện khó giải quyết, thì bác sĩ đẩy băng ca ra khỏi phòng, anh Dũng vội chạy theo rồi hỏi. Cô ấy có sao không ạ? Một người trong nhóm nhân viên y tế trả lời. Hiện tại không có gì nguy hiểm, cô ấy đã mang thai được 9 tuần, do cơ thể mẹ suy nhược nên thai nhi yếu, chỉ cần nghỉ ngơi tầm bổ là được. Cả anh Dũng và bà Tý Thí đều thất thểu đi theo băng ca về phòng chăm sóc đặc biệt nhưng anh dũng nhanh chân theo trước còn bà thi thì bước chậm theo sau việc ngoại sự tính đã xảy ra rồi anh dũng vừa lâng lâng cảm giác lại được làm bố vừa thở dài vì anh biết rắc rối rồi sẽ đến còn bà thi thì sốc tới tột độ đứa cháu nội bà không mong muốn thì phải làm thế nào đây nó là máu mủ nhà bà thì chẳng bỏ được nhưng cũng không thể công khai cho nó một danh phận càng nghĩ bà thi càng dối trí mà càng dối trí thì bà lại càng giận hai kẻ ngoại tình kia. Rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu khi họ có đứa con để ràng buộc. Không lẽ lại nói hai kẻ đó bỏ đứa trẻ chưa thành hình. Làm thế thì ác quá mà cũng tội nghiệp cho Hà. Đứa con là mong mỏi của chị ta bao năm nay. Bà Thi cứ vừa đi vừa nghĩ cho tới khi tới cửa phòng bệnh. Nhìn con trai ngang nhiên lo lắng, chăm sóc cho bổ thì ứa gan lắm, nhưng chẳng biết làm thế nào cho hà dạ. Hai ngày, ngày sau, bà Thi đã nghĩ thông, bà bảo viện chăm sóc nhân tình của con trai, để anh Dũng về nhà, kẻo hai đứa trẻ hay ai đó nghi ngờ mà biết chuyện. Rốt cục, sau một ngày một đêm suy nghĩ, bà Thi cũng quyết định hùa theo con trai. Bà có là mẹ chồng tốt đến mấy chăng nữa, cũng vẫn là mẹ đẻ anh Dũng. Có nghĩ cho con dâu thế nào chăng nữa, thì cũng là nghĩ cho con trai của mình trước. Huống chi, bà đã nghe tin phong thanh chị Nguyệt ở bên ấy, Thôi thì số đời nó thế, tặc lưỡi cho xong. Hay bảo anh Dũng là máu mủ của bà. Đứa bé đang trong bụng chị cũng là huyết thống nhà bà. Thế là coi như bà thi chấp nhận giấu nhẹm mọi chuyện để đồng lõa với con trai và người tình. Chính xác bây giờ phải là đồng ý cho con trai có vợ bé mới phải. Bà thi biết mình sai, nhưng giống như hàng vạn bà mẹ trên đời, họ vì chiều con mà nhắm mắt bênh bừa dù biết con mình sai tuy nhiên trong lòng bà đối với chị hà vẫn có chút thậm hực không can tâm dù là chăm sóc chị hà nhưng bà thi chẳng lấy gì làm vui bà hỏi con dâu hờ cô muốn ăn gì tôi đi mua chị hà biết khó chịu của bà thi dành cho mình cũng là có lý do nên không dám thái độ mà chị nhẹ nhàng trả lời con ăn chút cháo được rồi ạ à. cảm ơn bác đã giúp con bà thi đáp lại thẳng thừng tôi chỉ bị cháu tôi thôi chị hà lại nói con không dám xin bác tha thứ. Chỉ cần bác vì đứa bé mà chấp nhận con là tốt lắm rồi ạ. Bà thế không nói gì cả mà ra ngoài mua đồ ăn. Chỉ còn một mình trong phòng bệnh, chị Hà lại xoa bụng cười. Đứa con quý hơn vàng ngọc cuối cùng cũng xuất hiện. Quan trọng là nó đã kết tinh tình yêu giữa chị và anh Dũng. Cho dù đó là oan trái là sai lầm, chị sẽ nhận hết mọi tội lỗi về mình. Không sao cả, có con là tốt rồi. Miệng đời hay trận đánh ghen của bà lớn chả có gì Chị Hà cũng đã xác định rồi Chị cũng giống như bao con bổ nhí khác Ảo tưởng sức mạnh nghĩ một mình mình Không cần đứa con mình có thể cân hết gia đình của nhân tình Cũng bởi thế Từ một người lạc đường yêu Chị lại thành một con tiểu tam không an phận Lúc sau Bà Thi mua cháu gà về cho chị Hà Rồi ở đó tới chiều mới về Từ hôm ấy chị Hà sợ một mình Mà cũng có thể sự ích kỷ Muốn có anh Dũng mà chị lại gọi cho anh vào tối muộn Khi anh Dũng vừa bắt máy chị đã nói Anh vào đây với em được không? Em sợ cảm giác lạnh lẽo của bệnh viện lắm Anh Dũng ngó sang con trai đang ngủ thì liền trả lời Để thằng bé ngủ say anh vào với em nhé Em đừng lo nghĩ gì mà ảnh hưởng tới con Nói xong anh cúp máy rồi quay sang vỗ nhẹ nhẹ vào mông con trai Chính anh Dũng cũng không ngờ được Cái Dũng nó đã nghe thấy Nó nghĩ đơn giản Bố được cô Hải yêu là tốt vì sẽ có người thay mẹ nó nhưng nó hiểu và nó không muốn cô hà sẽ sinh em bé cho nó lúc ấy con bé đi qua phòng ngủ của bố và em để đi vệ sinh đã vô tình nghe được bố nói chuyện nhưng nó lại không hề giống đứa trẻ khác là tò mò hỏi ngay mà nó lặng lẽ về phòng mình nó lại nghĩ nếu bố có em bé với cô hà thì sẽ thế nào bố có vì em bé và cô ấy mà bỏ rơi hai chị em nó không còn anh dũng bỏ con ở nhà bảo viện với bà bé, chỉ nhắn một tin cho mẹ. Con vào viện với Hà, sáng mai con về. Mẹ xem chừng bọn trẻ giúp con ạ." À? Bà Thi đọc tin nhắn thì ức sôi máu. Từ hôm đó, hai người ngang nhiên qua lại công khai. Bà Thi cũng không hiểu bà đã làm gì thế này, tại sao bà lại bao che cho bọn họ. Quả thực đã khiến cho mọi chuyện đi xa hơn, điệp chướng, thật là nghiệp chướng, đừng tin vào lòng người, lòng dễ đổi thay, đừng tin vào kẻ khác người ta lại ra đi nói túng quần vén váy lại thì tới bản thân mình còn nhiều lúc chả biết mình thế nào thì đừng vội tin vào ai anh dũng cũng chẳng ngờ sau hai năm xa vợ anh lại xa đọa tới thế còn chị hà cũng chẳng ngờ chị lại biến mình thành một con đàn bà khốn nạn trốn chúa lộn chồng như chị đã từng rất căm ghét rốt cục họ si mê tới đảo điên bất chấp để được gì hai con người ấy trở nên ngu muội chẳng còn phân định được mọi việc nữa Đêm ấy anh Dũng ở viện cả đêm với vợ bé. Trên chiếc giường nhỏ của bệnh viện, họ ôm nhau ngủ ngon lành, quên cả trời đất. Chị Hà gối đầu vào tay anh. Chị đã quên mất rằng chồng này là chị đi mượn của người ta mà cứ muốn giữ riêng cho mình. Anh Dũng cũng đã quên mất hai đứa con đang ở nhà đêm khuya. Mày chẳng có bà nội sang với chúng nó. Còn bà Thi cũng đã chạy sang nhà con trai từ khi nhận được tin nhắn. Bà nằm cạnh thằng cháu Đích Tôn mà chẳng chọc không ngủ nổi. Bên cạnh tiếng thằng Nguyên thở đều, lòng bà Thi lại thêm rối bời. Bà lo cho hai đứa cháu nội, bà lo gia đình chúng tan vỡ thì sẽ thế nào? Quả thực, bọn trẻ quá đáng thương. Vậy là trái ngược với hai kẻ vụng trộm, đang ôm nhau ngủ ngon lành hạnh phúc, thì bà Thi cả đêm thức trắng. Thế rồi, bà lại nghĩ ra phương án giải quyết một cách gọn gàng nhất. Chẳng còn cách nào khác là sẽ phải làm tổn thương người con dâu. Bà Thi đang tính khi chị nguyệt về sẽ nói thẳng với con dâu chuyện này vừa là cầu xin vừa là lấy tình nghĩa ép buộc chị nguyệt phải chấp nhận để chồng có bà bé bên ngoài bà sẽ thu xếp cho mẹ con chị hà ở một góc trong thị trấn này vợ chồng nhà chị nguyệt anh dũng cũng không thể ly hôn được chỉ cần chị nguyệt mắt nhắm mắt mở để chồng thỉnh thoảng tới thăm con và vợ bé cho tới khi bọn trẻ lớn thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nghĩ thế có vẻ hợp nhưng bà thi lại thở dài bà biết như thế là có tuổi lắm nhưng chẳng biết làm sao mà cái cơ bản nhất bà thi không nghĩ tới đó là mọi tính toán của bà có đi được tới đích không điều bà muốn là thế nhưng liệu trong số ba người họ có ai chịu làm theo ý bà không nhất là chị hà chị đã không còn những suy nghĩ đơn thuần nữa rồi mà lòng dạ đàn bà một khi đã tính toán bon chen thì khủng khiếp lắm tại đài loan giờ tan ca vừa tới chị nguyệt cởi bỏ bộ đồ bảo hộ kín mít rồi nhanh chóng xếp hàng quẹt thẻ chấm công để đi về nếu không kịp chuyến xe buýt chị sẽ phải đi bộ gần hai cây để về nhà trọ bởi thế chị vội vàng chạy ra cổng công ty ngay khi vừa hoàn tất thủ tục tan ca nhưng khi vừa bước qua cánh cổng thì có tiếng gọi lớn đó là anh mạnh anh ta vẫn không chịu buông ta là tiến tìm chị nguyệt anh có chuyện muốn nói với em hãy gặp anh một chút thôi được không em Chị Nguyệt không muốn mọi chuyện thêm ẩm ý ở nơi này nên nói với anh ta. Đi về phòng trọ của tôi rồi nói chuyện. Đây không phải nơi mà có thể cãi cọ được đâu. Anh Mạnh tỏ ra ngoan ngoãn, nghe lời và đi theo chị Nguyệt ra chạm xe buýt cách đó chừng 200 mét. Anh ta nhìn chị Nguyệt không chớp. Ánh mắt như muốn nói rất nhiều điều. Nhưng đáp lại anh thì chị Nguyệt lại hướng về anh ta. Cái ánh mắt buồn phiền mệt mỏi. Cả một chạm xe, họ không nói gì với nhau Đến khi đã vào phòng trọ, chị Nguyệt mới chịu mở miệng nói với anh Mạnh. Anh có chuyện gì thì nói nhanh lên. Hôm nay tôi hơi mệt nên tôi muốn nghỉ sớm. Anh Mạnh lại tỏ thái độ lo lắng cuống quýt hỏi chị Nguyệt. Em ốm à? Có sốt không? Mệt thế nào? Cứ nói với anh. Chị Nguyệt đáp lại. Chuyện ấy không quan trọng. Tôi muốn biết anh có chuyện gì muốn nói với tôi. Nếu không thì xin anh về cho. Lúc này tôi chỉ muốn nghỉ ngơi. Anh Mạnh lại nỉ non văn này. Nguyệt à, mình quay lại với nhau như trước được không? Anh không thể sống thiếu em được. Anh đã nghĩ chấp nhận buông xuôi để kết thúc mọi chuyện. Nhưng anh không làm được. Hình bóng em trong anh chẳng thể phai mờ. Nỗi nhớ em ra giết, khiến anh như phát điên. Chị Nguyệt lạnh lùng trả lời. Trước kia chúng ta đã chia tay, tất cả đã kết thúc rồi. Chúng ta vẫn sống tốt, người cưới vợ kẻ lấy chồng. Chúng ta đâu có cần nhau. Vậy thì một lần nữa, chúng ta nên dứt khoát. Hãy để mọi thứ trở lại như trước kia, chúng ta đều có gia đình cần lo anh mạnh vẫn cố chấp không chịu mà cứ cố thuyết phục tình cũ trước kia chúng ta đã để lỡ mất nhau một lần rồi anh luôn ân hận về điều đó nên anh quyết lần này phải bất chấp đến với em chúng ta vứt bỏ hết mà đến với nhau đi chị nguyệt cương quyết giữ lập trường không trước kia chúng ta tan vỡ là do duyên đoạn hãy tuân theo số phận nếu chúng ta cứ cố tình bất chấp đến với nhau là nghịch ý trời hãy quay về với vợ con anh đi Tôi cũng chẳng thể vì anh mà đánh đuổi cả gia đình được. Anh Mạnh vẫn cố tìm mọi lý lẽ để thuyết phục. Em muốn nuôi con, sau này mình sẽ tìm cách giành lại. Em cảm thấy có lỗi thì hãy đền bù một khoản tiền cho chồng của em. Anh cũng sẽ ly hôn vợ và cho cô ấy một khoản tiền để làm lại từ đầu. Như vậy chúng ta chẳng ai phải ai nấy với ai cả. Em hãy vì mình, đừng vì ai hết. Chị Nguyệt tức giật. Anh cút đi, cút khỏi đứa này cho khuất mắt tôi tôi không ngờ trước kia tôi lại yêu anh tới như vậy bản chất anh tồi tệ tới thế kia ư anh nghĩ tiền có thể giải quyết mọi vấn đề à anh mạnh vẫn cố cãi anh sống vì mình trước thì sai à em có chắc chồng em vẫn còn trung thủy đàn ông xa vợ không quá một tháng nó sẽ tìm đến con khác anh quá hiểu mà nhưng anh thì không tìm bọn gái qua đường như thế anh chỉ cần em chị nguyệt giận dữ kéo tay tình cũ đuổi đi vô tình anh mạnh ngã vào góc phòng thứ anh ta nhìn thấy ở đó lại là tờ giấy xin chấm dứt hợp đồng trước thời hạn để trên chiếc bàn nhỏ của chị Nguyệt. Anh Mạnh bị đuổi về, nhưng anh ta không chịu buông xuôi. Anh ta suy nghĩ không biết chị Nguyệt muốn về Việt Nam hay tới công ty khác làm. Cuối cùng, anh Mạnh nhờ người quen làm cùng công ty chị Nguyệt dò la hộ. Tại Việt Nam, anh Dũng đang mở hộp cơm gà cho vợ bé ăn thì lại nghe điện thoại đổ chuông. Nhìn màn hình điện thoại, hiện lên số vợ cả thì giật mình và có chút không vui vì bất tiện Nhưng vì không thể không nghe Nên lại bắt máy Anh Dũng vẫn cố bình tĩnh nói với vợ Ờ anh đây Chị Nguyệt lại hổ hởi nói với chồng Chắc ba tháng nữa em về anh ạ à. Em đang làm thủ tục đáo hạn sớm Anh Dũng giật mình Tức cứng người Cứ ưu ơ mãi lúc sau mới hỏi lại Em em về á à? Chưa hết hợp đồng mà Chị Nguyệt thấy chồng có gì đó rất vấn đề Nên lại hỏi Sao anh không muốn em về à? Chả nhẽ, em về để vợ chồng con cái đoàn tụ anh lại không vui. Anh Dũng liền chống chế. Đâu, tại vì anh bất ngờ thôi mà. Chị Nguyệt đã an tâm hơn, mới vui vẻ nói. Công ty dạo này nhiều áp lực quá, em không chịu nổi. Em cũng nhớ con nữa, nên muốn nhân tiện tìm lý do về luôn. Em không mơ nhiều tiền nữa đâu, gia đình em ấm là vui lắm rồi. Anh Dũng toát mồ hôi hột, nhưng vẫn tỏ ra bình thản đáp lại. Ừ, Em nghĩ thế phải lắm. Vậy em đi làm thủ tục đi. Anh và hai con chờ em về. Nói xong, anh Dũng tắt máy ngồi bất thần. Bên cạnh chị Hà đã nghe hết câu chuyện, nên tỏ ra lo lắng tới run người. Họ đang nghĩ sẽ được tự do ở bên nhau hạnh phúc, thì bất ngờ biết chị Nguyệt sẽ về. Có khác nào, đang trên nước thang cao bị ngã xuống đâu. Trên đời này chẳng có thứ gì không đổi thay, biết chẳng gì là còn mãi. Nhưng cái sai của con người là cố chấp giữ chặt, chẳng nỡ đành buông tay. Cứ nắm cái lưỡi dao, chỉ làm mình đau thêm mà thôi. Những mối tình oan nghiệt rồi sẽ đi tới đâu? Anh Dũng, sau cuộc điện thoại với vợ thì sững sờ quay sang nói với nhân tình. Nguyệt nói cô ấy sắp về, chẳng không tới ba tháng nữa. Chị Hà đáp lại buồn thiêu. Em nghe thấy rồi, tại em muốn biết bây giờ là anh định tính như thế nào? Anh Dũng trả lời với giọng điệu của kẻ bất lực. Anh không biết phải làm thế nào nữa, Chị Hà lại dục tình nhân. Anh tính thế nào thì tính. Chớp mắt một cái là đến lúc chị ấy về. Không lo trước thì làm thế nào. Anh Dũng ôm chặt lấy chị Hà rồi lựa lời dỗ dành. Anh biết rồi. Em để anh lo. Việc của em là dưỡng thai thật tốt. Để con chúng ta chào đời xinh đẹp khỏe mạnh. Chị Hà lại thử lòng anh mà nói. Hay mẹ con em đi nơi khác. Không làm phiền gia đình anh nữa. Anh Dũng nghe nhân tình nói thế. Thì tưởng thật mà dãy này phản đối. Không, em ở lại với anh. Anh không cho phép hai mẹ con em rời xa anh. Chị Hà trong lòng vui sướng nhưng vẫn cố làm ra vẻ thanh cao. Lỡ chị ấy biết lại làm gia đình anh trao đảo tội chết. Chị Hà nói vút đuôi trừ trong lòng chị sướng bỏ mẹ. Vừa có đứa con quý giá vừa được nhân tình coi trọng. Quả thật, chị Hà đã hội tụ đủ phẩm chất của con giáp thứ 13 là giả tạo, đạo đức giả, gian xảo anh dũng thì không hề nhận ra điều đó mà lại vuốt ve an ủi nhân tình việc của em là cứ tin và yêu anh chị cần thế là đủ rồi nói xong anh dũng lại ôm chặt lấy chị hà cũng phải thôi trong tâm trí anh chị xót xa cho cô tình nhân bé bỏng chịu thiệt thòi không danh không phận chị hà trong đầu lại suy tính cách khác chị muốn vợ của anh dũng đừng trở về để chị có thể đập chiếm người đàn ông ấy lòng chị hà lại tự tin rằng chị có thể yêu thương anh dũng tốt hơn chị nguyệt và làm mẹ của hai đứa trẻ tốt hơn mẹ đẻ nó hai người họ chỉ chịu dứt nhau ra khi bên ngoài phòng bệnh cô y tá gõ cửa và đánh tiếng thông báo bệnh nhân đến giờ tiêm thuốc rồi ạ à? anh dũng lúc này mới nói với chị hà em tiêm thuốc nhé anh ra mua đồ ăn dáng cho em rồi về qua nhà xếp bọn trẻ thế nào chị hà tỏ ra ngoan ngoãn đáp lại vâng ạ đấy có phải anh Dũng quên con đâu Chỉ là hai đứa trẻ đã xếp sau hàng của vợ bé và con riêng Thì ra đàn ông thằng nào cũng thế Cứ yêu một người đàn bà nào Thì mọi vật, mọi sự việc, mọi con người xung quanh Đều trở nên lu mờ hết Mà việc anh Dũng hay chị Hà cũng không thể ngờ được Việc bọn họ tư tình bị phát hiện trước cả khi chị Nguyệt về Chẳng là thời gian chụp ngày chị Hà ở viện Thì bà Thi cũng thường xuyên mang đồ tầm bộ vào viện cho bồ của con trai hơn nữa anh dũng cũng luôn túc trực chăm sóc vợ hờ khiến cho một người họ hàng đằng vợ đang nằm viện nghi ngờ người này là chị họ của bố chị Nguyệt tên là bà Can bà ta bị tiểu đường nên thường xuyên nằm viện và thăm khám vô tình một lần bà Can bắt gặp anh dũng mang đồ tới viện những ba ngày liên tiếp cả ba ngày bà đều nhìn thấy thằng cháu rể thì đã nghi anh dũng vào chăm bệnh rồi có lần bà còn nhìn thấy cả bà thông gia của người em họ nữa Vốn tính tò mò tọc mạch, bà can vội theo dõi, xem thằng cháu rể đi chăm ai. Thì thấy anh Dũng đang dìu cô bồ với cái bụng bầu chỉ mới nhú. Bà can cố gắng nhìn lại một lần nữa cho rõ, rồi vội vàng gọi cho em dâu để mách lẻo. Bà Nga vừa nghe máy, bà Can đã vội tố. Mợ đã biết con rể mợ có bồ chưa? Bà Nga nghe được thì bất ngờ ấp úng. Ờ, bác bảo con rể nào, ai cặp bồ cơ? Bà Can lại trách móc. Mợ hay nhỉ, mở có mấy đứa con gái mấy đứa con rể bà nga đầu óc vẫn đang mộng mị chậm nảy số mà hỏi lại một lần nữa ờ em chỉ có mỗi thằng dũng là con rể thôi mà bác nói ai đấy bà can giận dữ thét lớn qua điện thoại tôi đang nói thằng dũng chứ còn thằng nào nữa mở bị choáng quá à bà nga lúc này mới hiểu ra vấn đề nên vội vàng hỏi lại sao bác biết mà chắc chắn là thằng dũng không bà can thở dài không nó thì ai Tôi nhìn rõ rồi mới dám nói chứ. Nó chăm một con nằm ở phòng đặc biệt mấy hôm nay rồi. Con này người nhỏ, da trắng, tóc ngang vai. Hình như còn có bầu thì phải. Nhưng chắc mới nên chỉ hơi có bụng thôi. Cả bà thông gia nhà mợ cũng đến thăm nữa. Ôi, thế giới này đảo lộn hết cả rồi. Chỉ tội cây nguyệt, cứ nai lưng ra làm cho chồng con hưởng. Rồi thằng chồng lại dừng mỡ mèo mà. Bà ngay như phát điên nhưng vẫn cố bình tĩnh dặn bà chị bà cứ coi như không thấy gì nhá. Đừng manh động, cũng đừng nói với ai, để từ từ em xử lý một thể. Bà Căn cúp máy, bà Nga còn ngần ngơ. Suy đi tính lại thì đúng lời bà Căn nói hoàn toàn hợp lý. Ngay cả hình dáng ả bồ cũng không lẫn vào đâu được. Bà Nga hoàn toàn có thể nhận ra, đó chính là chị Hà. Rằng bà Nga cắn chặt, giết hơi gió tới kèn kẹt. Bà quyết đòi lại công bằng cho con gái. Để xem, thằng con rể quý giá, có biết đằng mà quay đầu. Bằng không, thì bà sẽ cho tất cả tan tành chị hà sau thời gian nằm viện thì được nhân tình và mẹ của anh ta đón về nhà đương nhiên không phải nhà họ mà là căn nhà nhỏ đã được mua lại một cách gấp rút cả ba người họ đã bàn bạc cũng bởi chị hà không có sự lựa chọn nào tốt hơn vốn dĩ từ hôm nhập viện chị hà đã nói dối mẹ đẻ là ra thành phố làm đưa chị hà vào tới cửa nhà bà thi còn nói cô chịu khó ở đây đi rồi từ từ cũng phải cho mẹ cô biết mọi chuyện. Cô cứ an tâm sinh con tôi sẽ giúp. Dù gì, nó cũng là cháu nội tôi. Chị Hà đáp lại. Được bác thương thế này đã là tốt rồi ạ. Thật sự con cảm ơn bác rất nhiều. Dù bác có vì đứa bé mà chấp nhận con, thì con cũng rất cảm kích. Bà Thi xua tay mà nói. Cô không phải nghĩ ngợi. Căn nhà này tôi cho mẹ con cô. Nhưng cô nghe đây. Kể cả khi mẹ cô biết được sự thật, thì cô phải nhớ Tôi chấp nhận cho cô qua lại với con trai tôi và nhận đứa bé là cháu. Chứ không thể có chuyện cô làm vợ chính thức của thằng Dũng. Ngày từ đầu hai đứa đã sai, cô nên biết điều, cô hiểu chứ. Chị Hải im lặng, không dám nói gì thêm, còn anh Dũng lại sợ vợ bé nghĩ ngợi mà lại nói với mẹ mình. Thôi mà mẹ, bọn có tự khắc biết cân nhắc mọi chuyện. Bà Thi tỏ ý không vui mà lượm con trai một cái rồi mở cửa vào nhà. Phần bà Nga sau khi biết chắc chắn con rể ngoại tình Thì liền tìm bằng chứng để đánh ghen thay con gái Có lần bà vợ đến chơi thăm cháu ngoại Rồi dò ý tứ của con rể Lúc về bà Nga ra đầu ngõ gần nhà anh Dũng Thuê một tay xe ôm ở đó Theo dõi con rể với giá 2 triệu đồng Phèn này bà quyết không để đôi gian vô dâm vụ ấy được yên Ai bảo bọn chúng dám qua mặt con gái bà chứ Lúc ấy bà sẽ tính sổ với thông gia cả thể luôn bà nga cố gắng chân tĩnh nhất có thể nhưng tâm can cứ sôi lên sổm sụp. mấy ngày trời tâm trí bà cứ như cưỡi mây vờn gió bà thương con gái bao nhiêu càng giận con rể bấy nhiêu rồi cuối cùng việc bà trông mong đã có kết quả khi bà nga đang nằm trên giường buồn rầu ủ rũ thì có điện thoại từ tên bà nga như tình cả người vội vàng bắt máy alo tôi đây đầu dây bên kia cũng chào lại tôi nam đây ạ à. việc bà giáo tôi đã hoàn thành rồi giờ tôi muốn trực tiếp đưa những thứ cần thiết cho bà. chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu ạ? À? bà nga trả lời. anh tìm một quán nước nào đó ở thị trấn. tôi sẽ tới gặp anh ngay bây giờ. anh sẽ ôm đát lại bình thản. vâng, tôi sẽ nhắn địa chỉ cho bà. bà nga cúp máy, rồi thay bộ đồ thanh lịch nhất. bà tính sẽ gặp anh nam để lấy bằng chứng, rồi tới ba mặt một lời với hai kẻ khốn nạn kia luôn. một tiếng sau, bà nga đã có mặt ở quán nước gần nhà thông gia chưa tới một cây anh nam cũng vào thẳng vấn đề cậu con rể bà đúng là đã qua lại với người đàn bà khác quả thật là cô ta mang bầu cỡ ba hay bốn tháng rồi mẹ của anh ta cũng đã biết và còn mua nhà cho vợ hờ của con trai tôi rõ là hàng xóm biết được bà ấy cũng đến căn nhà ấy thường xuyên còn con rể bái ngày nào cũng tới và có hôm còn ngủ lại những người quanh đó còn tưởng họ là vợ chồng với nhau bà nga gật đầu rồi nói tôi biết rồi Tôi cần địa chỉ căn nhà đó và bằng chứng mà cậu thu thập được mấy hôm nay. Anh Nam đặt ra bàn một sấp ảnh rồi nói. Đây thưa bà, địa chỉ là số nhà 42, đường Tuệ Tĩnh, khu phố 5. Bà Nga cầm lấy tấm ảnh lên xem, miệng thì khách sáo nói với anh Nam. Cảm ơn anh, anh vất vả rồi. Nói thế, nhưng mắt bà Nga chẳng nhìn vào anh Nam, mở hướng về những tấm ảnh. Xem tới đâu, cổ họng bà út nghẹn tới đó. Thằng con rể của bà thật to gan, những cái ôm của anh Dũng và tình nhân ở trước cổng nhà, rõ mồn một, chưa chẳng lệch vào đâu được. Trong cái mạch hạnh phúc hớn hở của con rể, bà Nga cứ như muốn chém chết anh ta. Mà bà uất nhất là thông gia cũng tới đó. Tấm ảnh bà Thi đưa bộ đồ vào tay Tiểu Tam cũng chẳng chạy đi được. Bà Nga nước mắt như trực trào khóe mi vì thương cho con gái. Đứa con gái khở khạo của bà đã tôn mẹ chồng như thánh sống. Mà đâu có phải một mình con gái bà Chính bản thân bà Nga cũng luôn tin bà Thi tốt với con gái mình. Bà tin thông gia là người đức cao vọng trọng hiểu đạo lý. ấy thế nhưng chục năm làm thông gia, bà Nga mới nhận ra bà Thi cũng chỉ là người thường. Đương nhiên, con trai bà ấy có sai tới mấy cũng là khúc ruột rứt ra. Quả là không thể vì tay bị bẩn mà chặt bỏ được. Bà Thi ngồi ở quán thêm một lúc để lấy lại bình tĩnh rồi mới ra vỉa hè để vậy taxi. Dẫu thế nào, thì hôm nay mọi chuyện cũng phải rõ ràng vừa tới cửa nhà bà nga đã bấm chuông liên tục thể hiện thái độ sốt ruột chị hà lại nghĩ shipper đến nên cũng vội vàng ra mở cửa thấy mẹ vợ của nhân tình chị đã sợ tái mặt mà đứng đâu như tượng bà nga nhếch mép ra lệnh mở cửa cho tôi vào nói chuyện hay cô muốn tôi làm ầm lên cô nên hiểu rằng tôi đã tới tận đây tìm cô là có đầy đủ bằng chứng rồi chị hà cố gắng bình tĩnh đôi mắt chị liếc qua liếc lại thăm dò thấy đúng là bà nga đi con một mình nên an tâm phần nào mà ra mở cửa miệng chị lý nhí bác vào nhà đi ạ à? bà nga chẳng thèm đáp lời mà sộng sập đi nhanh vào phòng khách rồi ngồi xuống ghế với thái độ bề trên chị hà rót cốc nước lọc ra đặt trước mặt bà nga rồi khách giáo nói bác uống nước ạ à? bà nga thì chẳng thèm quan tâm tới những thứ đó mà gằn giọng ra lệnh tôi cho cô 5 phút để cố gọi thằng dũng tới đây ba mặt một lời chị hà không đáp vì trước đó chị đã kịp nhắn tin cho anh dũng rồi sau khi ngồi yên vị phía đối diện với bà nga chị mới nói cháu biết bác đến đây vì việc gì trước hết là cháu xin lỗi tất cả mọi sai lầm cháu đều nhận lấy chị xin bác đừng làm tổn hại con cháu bà nga nghe chị hà nói tới con thì lại càng điên máu bà ấy hỏi chị cái thai mấy tháng rồi chị hà cũng trả lời không chút e rè Dạ, 11 tuần 5 ngày rồi ạ. Bà Nga cười đầy khinh vì Các người được lắm, giặt một lũ đạo đức giả. Thằng Dũng cũng đóng tròn vai gớm. Một người chồng đoan chính, một người cha mẫu mực, mà rốt cục bổ bịch mà còn có con với cả nhân tình. Còn cô, mỗi lúc cô chăm sóc cháu tôi, luôn tỏ ra yêu thương chúng nó. Liệu khi ngủ với bố chúng nó, cô có nghĩ tới bọn trẻ không? Hay tất cả chỉ là giả tạo, bà ta tỏ ra là một người đạo đức. Một bà mẹ chồng tuyệt vời Hóa ra lại giống túng cho con trai mình lập tiếp bên ngoài Các người thật là nực cười Thật là ghê tởm. Chị Hà bị mắng nhục nhã qua Cũng chẳng giữ nổi thái độ an nhiên Mà bắt đầu khóc lóc Cho xin bác, bác đừng nói nữa Mọi tội lỗi là do cháu mà ra Sau này có nghiệp báo gì cháu cũng xin gánh hết Chỉ là cháu chót yêu anh Dũng Quả thực không thể dứt ra được Bà Nga nghe chị Hà nói thế Lại càng kích động đến nỗi không kiềm được. Bà đứng lên, tiến lại tránh diện chị Hà, mà cho nhân tình của con rể một cái bạt tay nảy lửa, khiến chị Hà ngã ra sau, sợ quát lớn. Đồ chơi chẽn! Trước mắt tao, mà mày dám nói yêu chồng của con gái tao không dứt ra được cơ. Cái thứ đàn bà như mày, não nó rơi xuống háng rồi à? Mày biết thằng Dũng đã có vợ con, thì lẽ ra trước khi yêu đậm sâu thì mày phải biết dừng lại. Đừng có để tình cảm ấy lớn lên chứ. Chị Hà không thể biện bạch điều gì Chỉ biết ôm chân bà Nga và van này Cháu xin bác Mong bác hiểu cho cháu Bác chút giận lên cháu thế nào cũng được Cháu biết cháu sai Nhưng không thể sửa được nữa ạ à? Bà Nga không vui cơn giận Mà lại điên máu hơn Và chị Hàn thì bị ăn phát vả đầy mãnh lực lần thứ hai Nhưng lần này Chị không đứng dậy được mà nằm dưới góc nhà khóc Đúng lúc ấy anh Dũng cũng tới Anh không tới một mình Mà với cả mẹ mình khi chạy vào nhà thấy cảnh tượng như vậy anh dũng quên cả sợ mẹ vợ anh cũng không nhìn mặt bà nga mà vội vàng chạy lại đỡ vợ bé dậy miệng gọi thảm thiết hả hả ơi em có sao không tiếp theo bà thi cũng xông vào vừa nhìn thấy thông ra thì bà đã cầu xin kìa bà xin bà bớt giận nghe tôi nói vài lời đã tôi cũng không cãi đúng sai mà xin bà cho tôi được giải thích mà thôi bà nga đã bình tĩnh hơn mà mở túi lấy sấp ảnh rồi ném tung tóe ra nhà miệng nhức móc thông ra bà nói tôi bớt giận bớt giận làm sao nếu con gái tôi cũng cặp bồ và mang thai với người khác thì bà nghĩ thế nào bà thi cúi mặt đáp lại tôi biết chúng nó sai nhưng mọi chuyện đã rồi thì tôi biết phải làm sao bà nga lại quát lớn thì bà đồng lõa là không sai à các người hùa vào lừa dối con gái tôi rồi lại xem như không có gì mà được à Bà Thi chỉ biết dối rít nói một câu. Tôi xin lỗi. Lúc này, chị Hà thì thầm nói với anh Dũng. Anh à, em đau lắm. Lời chị Hà nói khiến tất cả mọi người đều bàng hoàng. Bà Thi nghĩ tới đứa cháu nội trong bụng vợ bé của con trai thì vội vàng lên tiếng. Màu đưa nó tới viện. Anh Dũng cũng bế thúc chị Hà chạy ra cổng để gọi taxi. Bà Nga lúc ấy cũng giật mình mà không biết phải làm sao. Bất ngờ, bà Thi nói với thông gia. Tôi xin bà, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Bà cứ về nhà để bình tĩnh lại đã. Tôi hoàn toàn hiểu tâm trạng của bà lúc này. Tôi cũng không dám nói mình đúng. Nhưng đời đôi khi đâu phải chỉ có phải trái đúng sai. Trong lúc này tôi không biết nói gì hơn nữa. Bà Nga hậm hực bỏ đi về. Tưởng đánh ghen cho con gái thì lòng sẽ mãn nguyện vui vẻ. Thế nhưng bà giờ đây lại ngổn ngang suy nghĩ chứ nào có hả hê. Tại sao mọi chuyện lại đến nông nỗi này? Giá mà con bà đừng đi xuất khẩu lao động thì đâu có xảy ra cơ sự này còn anh dũng đưa chị hà vào viện khi chị đang đau bụng như dọa mất đứa con chị hà khóc chị sợ mất đứa bé trong lúc này chị lại càng khao khát chiếm diêm anh dũng để được đường đường chính chính bên nhau mà không bị ai quấy dày anh dũng bên cạnh cũng rất lo lắng cho cô vợ bé anh cầu trời khấn vật cho điều xấu nhất đừng xảy ra rồi mọi chuyện cũng yên ổn khi bác sĩ thông báo bệnh nhân bị động thai nhưng đã qua thời khắc nguy hiểm hiện tại chỉ cần tĩnh dưỡng và điều trị theo phác đồ, quan trọng là tránh vận động để thai nhi ổn định trở lại. phần bà thi vẫn muốn chị nguyệt là kẻ hy sinh để giữ đại cục, bà thi suy nghĩ tìm mọi cách để thông gia, cũng như con dâu chấp nhận con trai bà có vợ hay. thực ra bà thi cũng không hẳn là người xấu, nhưng bà vốn dĩ mắc bệnh thiên vị như bao bà mẹ chồng khác. trong lúc con trai ở viện, thì bà thi suy nghĩ tìm cách gì thương lượng với thông gia. Nhớ đến chuyện hàng xóm kể, còn dâu cũng có nhân tình bên Đài Loan, bà Thi lại muốn lấy đó là cái cớ mà một đổi một với gia đình bà Nga. Vậy là bà Thi nhanh chóng chạy sang nhà bà Lụa để hỏi lại chi tiết mọi chuyện. Bà cũng thật là gặp may. Lúc bà sang bên nhà đó thì gặp luôn chị lành trước khi chị này lên xe để tiếp tục sang đài. Lúc đầu chị này ngại ngùng, không dám nói. Nhưng khi bà Thi sổ tuyệt cái mục đích kia ra thì chị ta lại đồng ý nói luôn. Chị lành kể hết những gì mà chị ta biết từ quê quán, tên gọi của anh Mạnh và còn khẳng định chuyện hai người họ sống chung là chính xác 100%. Biết được thông tin, bà Thi an tâm về lo nhà cửa và ngủ một giấc để lấy tinh thần đến gặp thông gia. Chẳng phải là bà Thi không biết mình đã khốn nạn, nhưng vì bên con trai nên bà cố tình làm cái việc chẳng quang minh chính đại này. Bà Thi tặc lưỡi mà tâm niệm. Còn giàu có bổ trước nên con trai mới thế, bây giờ để vợ chồng quay về với nhau cho con cái có đủ cha mẹ thì chị nguyệt chấp nhận chồng có vợ bé đã không phải là quá thiệt thòi sáng hôm sau bà thi lặn lội tới tận nhà thông gia đứng ngoài cổng bà thi gọi to ông bà nga có nhà không ạ à? trong nhà bà nga ngó ra thấy thông gia thì sa sầm mặt mày tỏ thái độ không vui vì bà nghĩ bà thi đến là chỉ để xin lỗi và ban này cho con trai thế nhưng chẳng thể không tiếp đón nên bà nga ra mở cửa rồi nói với bà thi bà vào đi bà thi cố tạo không khí gần gũi mà hỏi bà nga dạ ông có nhà không ạ bà nga đùm đỉnh đáp ông nhà tôi đi câu cá cùng hội đồng điên rồi bà thi thở phào nhẹ nhõm mà trả lời vậy cũng tốt chúng ta sẽ dễ nói chuyện hơn bà nga không đáp lại không khí lại càng trở nên nặng nề vào tới nhà sau khi cả hai ngồi xuống ghế Bà Nga rót trà ra chén và đẩy về phía thông gia mà mời. Bà uống nước đi. Bà Thi chẳng quan tâm tới chuyện nước nôi mà mở miệng bắt đầu câu chuyện. Trước hết, tôi thành thật xin lỗi và lấy làm tiếc về việc con trai tôi ngoại tình và có con riêng. Bà Nga nhìn thông gia bằng ánh mắt thần học mà hỏi. Bà biết từ khi nào mà tại sao lại bao che cho nó? Tôi vốn nghĩ bà là người hiểu đạo lý và biết cứ xử lắm cơ đấy. Bà Thi vội thanh minh. Tôi thẻ với bà là tôi mới biết cách đây hơn một tháng. Khi ấy, cây hạ đã có thai hơn hai tháng. Khi ấy tôi biết làm thế nào, đứa bé là cháu tôi, thế nên tôi cũng khó xử lắm chứ. Bà Nga cãi lại thông ra. Bà bị con vì cháu bà, nên bà bỏ mặc sự tồn tại của con gái tôi hay sao? Bà bất công nó vừa phải thôi, tôi sẽ quyết đòi công bằng cho con gái tôi. Bà Thi lúc này mới vén toạc móng heo nói với bà Nga. từ lỗi cho tôi, nếu tôi làm bà giận dữ, Chính cái nguyệt sang bên kia cũng đã có nhân tình, vậy thì hòa. Coi như ông ăn trả bà ăn nem. Nhưng thằng Dũng chót có thai với cái hà, nên tôi mong muốn bà nói với cái nguyệt chấp nhận chuyện này, để gia đình chúng nó đừng tan vỡ. Khi ấy khổ nhất là cái Dung và thằng Nguyên mà thôi. Hai đứa nó là cháu chung của chúng ta mà. Bà Nga nghe bà Thi nói thế, nhưng không tin mà to tiếng đáp lại. Bà đừng có vì lỗi của con trai mình mà đổ nước bẩn lên người con gái tôi. Không thể có cái chuyện Cây Nguyệt nó ngoại tình được Con gái tôi luôn là đứa hết lòng với gia đình Bà Thi trả lời Tôi không hề đều lỗi cho nó Bản thân tôi cũng không mong muốn những chuyện như thế này xảy ra Từ trước tôi đã được hàng xóm nói rằng Còn dâu cặp bổ bên đó Chính tôi đã xác thực chuyện này Quả chính con gái người hàng xóm có làm bên ấy Cô này nói Cây Nguyệt gặp với một thằng người Diễm Châu Nghệ An tên là Mạnh Hai đứa nó sống chung từ khi sang đến nay rồi Lục đầu tôi muốn giữ kín chuyện đó để gia đình yên ấm nhưng thằng dũng lại như vậy nên tôi mới nói ra với bà bây giờ tùy bà lựa chọn muốn vợ chồng chúng nó ly hôn hay là chấp nhận chuyện thằng dũng có con riêng sau tất cả mọi chuyện chỉ bọn trẻ con là thế tội nghiệp thôi bà ạ bà nga dãy này lên vì không tin mà hét lớn không không thể có chuyện đó được bà đừng có dựng chuyện hỏng để vợ bớt tội của con trai bà bà thi vẫn nhẹ nhàng trả lời bà cứ từ từ mà cân nhắc Tôi có cả nhân chứng mà. Không tin, bà cứ gọi cho cây Nguyệt để xem nó có dám chối không. Nhưng theo tôi, để mọi chuyện vỡ lở như thế thật không hay. Bà Nga đang trong tư thế kẻ trên cơ, đột ngột bị đánh quả úp thì thẫn thở không nói nên lời. Rồi bà suy nghĩ lại. Đúng là trước kia khi về quê học thì con gái có yêu một đứa con trai tên là Mạnh. Cũng vì sự biến mất của cậu ta mà Nguyệt đã bị cú sốc lớn. Lẽ nào hai đứa nó gặp nhau hay sao? không lẽ thông gia lại tự dưng vu khống cho con gái bà còn bà thi ngồi yên lặng một lúc rồi cũng chào thông ra tôi về đây mong bà suy nghĩ kỹ những lời mà tôi nói tại đài loan anh mạnh được người quen báo là chị nghiệp sắp chuẩn bị về việt nam thì như phát điên anh đã cố bao nhiêu lần van xin chị nguyệt quay lại với mình nhưng không được nay biết người tình cương quyết chạy trốn thì quyết không buông tha anh mạnh lại nghĩ ra hạn sách về quê trước chị nguyệt để đến tìm gia đình chồng của nhân tình mà cố tình làm bung vét hết mọi chuyện anh ta là như vậy hỏng ép chị nguyệt bị chồng bỏ mà về với anh ta đầu óc của những kẻ yêu đương lạc lối thật là đen tối tới cùng cực anh mạnh đã lên kế hoạch nên ngay lập tức thực hiện khi mà chị nguyệt vẫn còn phải làm những ngày cuối cùng bên đài loan thì anh mạnh đã đặt chân về việt nam sau khi về tới sân bay anh ta thuê một chiếc taxi về thẳng địa chỉ nhà nhân tình mà khi sống chung Trịnh Nguyệt đã cho anh ta biết. Sau một thời gian suy nghĩ, cuối cùng thì bà Nga cũng đồng ý với cái sắp đặt oan nghiệt của thông gia. Bà Nga không nói ra mà im lặng như là chấp nhận. Đương nhiên, với thằng con rể đã từng làm vàng thì bà Nga không thể coi như trước được nữa. Miệng vẫn nói chuyện hỏi thăm, nhưng mối quan hệ mẹ vợ con rể đã không còn tốt đẹp như trước đây. Điều ấy là dĩ nhiên. Làm sao một cái chén đã rơi vỡ vụn có thể chứa được nước, dù người ta có dùng keo gắn lại thì khi rót nước vào cũng sẽ lại vỡ tung. Cũng giống như một nhà khảo cổ có chiếc đĩa sứ quý giá. Ông ta một lần dùng để đồ ăn đã vô tình làm rơi vỡ. Nhà khảo cổ sau đó cũng gắn chiếc đĩa đó lại, nhưng nó chỉ còn được trưng bày trong tủ, bởi vì khi ấy chiếc đĩa chỉ có giá trị triển lãm chứ không còn giá trị sử dụng. Anh Dũng đối với bà Nga cũng vậy. Bây giờ anh chỉ là con rể trên mặt hình thức Chứ chả là người trong nhà nữa Thế nhưng Hai đứa cháu ngoại bà vẫn yêu mến hết mực Nhân ngày lễ Bà Nga cũng tới đón bọn trẻ sang nhà mình Còn anh Dũng Lại có cơ hội đón bợ bé về nhà Cả ngày họ ăn uống cùng nhau vui vẻ Anh Dũng Thì cứ hí hửng Nghĩ tên cho con trai Đến chiều Anh lại có việc đột xuất phải ra ngoài Thế là ý trời đã định Để cho hai kẻ ngu muội cuồng yêu có cơ hội được diện kiến nhau. Thì ấy chị Hà đang dọn dẹp trong bếp thì có tiếng chuông vang lên. Chị vội vã chạy ra thì thấy đứng trước cửa là một người đàn ông cao to, da trắng với giọng nói lơ lớ không rõ vùng miền nào. Anh ta hỏi chị Hà. "Xin lỗi cho tôi hỏi, đây có phải là nhà anh Dũng có vợ là Nguyệt phải không ạ?" À? Chị Hà có ý dò xét hỏi lại. "Anh là ai? Anh tới tìm anh Dũng có việc gì không?" Anh ta liền trả lời tôi làm cùng nguyệt ở bên đài loan và có chuyện muốn nói với anh dũng chị hà lưỡng lự một lát rồi cũng mở cửa mời anh ta vào khi đã vào trong nhà chị hà mới hỏi anh là ai có việc gì cần gặp anh dũng có thể nói với tôi được không anh dũng không có nhà anh ta hỏi ngược lại chị hà vậy cô là ai và có quan hệ thế nào với anh dũng chị hà lại nói dối tôi là em họ của anh ấy tới chơi anh dũng bận ra ngoài nên nhờ tôi trong nhà Người này liền giới thiệu Tôi là Mạnh Tôi muốn nói chuyện với anh Dũng về mối quan hệ giữa tôi và Nguyệt Tôi muốn anh ấy trả tự do cho Nguyệt Dẫu anh ấy có đánh đấm hay giết tôi Thì tùy Trừ còn sống Thì tôi chỉ muốn sống bên Nguyệt Chị Hà sốc tới 3 phút đơ người rồi mới hỏi lại Cái gì? Anh vừa nói cái gì vậy? Anh và chị Nguyệt là... Anh Mạnh khẳng định lại một lần nữa Đúng vậy Tôi với Nguyệt là nhân tình Chúng tôi yêu nhau Tôi đã mất cô ấy một thời tuổi trẻ Giờ tôi quyết không để mất cô ấy một lần nào nữa. Chị Hà muốn nghe anh ta tự thừa nhận nên lại hỏi. Vậy anh muốn gì? Anh Mạnh đáp lại. Tôi muốn anh dũng giải thuyết cho Nguyệt. Để chúng tôi đến với nhau. Chuyện con cái thì ai nuôi cũng được. Nếu Nguyệt nhận nuôi, tôi hứa sẽ yêu thương chúng. Còn anh Dũng nuôi thì tôi có sẽ có trách nhiệm chu cấp. Chị Hà lại nói. Anh nhất quyết như vậy à? Anh Mạnh trả lời. Đúng vậy. Tôi bất chấp bất cứ giá nào chỉ để có được Nguyệt. Chị Hà như mở cờ trong bụng. Phèn này trời giúp chị rồi. Thế là chị sổ tuyệt trước mặt kẻ cùng cảnh ngộ. Thực ra tôi là bồ của anh Dũng. Bầu tôi đang mang là con của anh ấy. Nếu anh và chị Nguyệt cũng muốn thuyền gỡ ván ra đóng lại thì dễ rồi. Anh Mạnh cũng tỏ ra bất ngờ. Mắt anh mở rộng to tròn mà nói với chị Hà. Cái gì? Cô cũng vậy ư? Thế thì có như số phận an bài rồi. Khỏi phải ai lăn tăn, ấy náy gì thêm cho mệt óc. Chị Hà nói thêm. Chuyện của tôi và anh Dũng, cả mẹ anh ấy và mẹ chị Nguyệt đều đã biết. Nhưng vốn họ muốn tôi an phận làm bà bé. Nếu bây giờ anh và chị ấy đến với nhau thì tốt quá rồi. Mẹ con tôi có thể đường hoàng mà bước vào nhà này. Còn tôi có thể chính thức nhận tổ tông. Anh Mạnh lại làm vẻ ưu tư mà nói. Thực ra là Nguyệt nghĩ về con gái nên không chịu bỏ chồng. Mới xin chấm dứt hợp đồng sớm mà về Việt Nam. Cô ấy cứ khăng khăng cự tuyệt tôi mà đòi về với chồng. Chắc bởi Cô ấy chẳng nghĩ chồng mình cũng đã có người đàn bà khác. Chị Hàn lại dối anh ta. Bây giờ thế này nhá, anh và tôi liên kết đi, ai cũng có lợi. Trước hết, anh về đi và đừng manh động gì cả. Khi chị Nguyệt về, sẽ có một ngày cả anh và tôi xuất hiện. Để xem cuối cùng mọi chuyện thế nào. Chắc chắn tới nước này thì họ sẽ quyết định ly hôn thôi. Anh Mạnh vui vẻ đáp lại. Được, tất cả nghe theo cô. Chúng ta cùng mục đích và cùng cảnh ngộ mà chị hà gật gù ra vẻ hài lòng thế nhá giờ tôi cho anh số điện thoại để liên lạc anh về đi rồi có gì bàn bạc với nhau sau anh mạnh cũng ngoan ngoãn nghe theo chị hà giữa họ là một mối quan hệ đã được bắt đầu chị hà sau khi nói chuyện với nhân tình của vợ nhân tình thì vui vẻ hớn hở nếu chị nguyệt cũng đã có người khác thì trong lòng chẳng còn chút suy nghĩ lầm lỗi nữa anh dũng đương nhiên không hề biết mọi chuyện đã xảy ra và mọi việc đều diễn ra hết sức bình thường Riêng có con bé Dung nghe mẹ về Mà nó không hề vui Có lần nó nói với bà nội Mẹ con về làm gì ạ à? Có phải mẹ về rồi thu dọn hết đồ đi luôn không Bà thấy Chố mắt nhìn cháu rồi hỏi nó Sao con nói vậy Mẹ con về luôn với ba bố con chứ Con bé buồn thiêu đáp lại Mẹ của bạn thiện lớp con cũng vậy bà ạ à. Mẹ cậu ấy cũng về trước thời hạn Rồi sau đó đi luôn không về nữa còn bây giờ cô giúp việc nhà bạn ấy lại là mẹ kế. Bà Thi mặt biến sắc, nhưng vẫn ăn ủi cháu. Làm gì có chuyện đó, còn an tâm đi, mẹ con không bỏ đi đâu. Con bé không nói gì nữa lên phòng học bài. Người lớn không ai ngờ rằng nó đã biết và hiểu rất nhiều chuyện. Từ ngày nghe bố thông báo mẹ nó về, mà nó luôn buồn bã vì sợ bố mẹ bỏ nhau. Nhiều lúc, nó muốn hỏi bố rằng em bé và cô Hà có khỏe không mà không dám. Còn bố nó vẫn vô tư vì nghĩ nó chẳng biết gì. Con người trên đời này vì chữ tình mà có thể làm tất cả vì nhau. Họ có thể nhường mạng sống cho người mình yêu, hoặc có thể vì yêu mù quáng, mà hóa huẩn, cướp đi sinh mạng của người mình yêu. Yêu thì chẳng thể nghe lý trí, nên mới có những kẻ điên tình. Người lớn làm khổ nhau thế nào cũng là phải, bởi họ yêu nhau. Nhưng trẻ con thì có tội tình gì? Chúng chẳng biết yêu đương nam nữ, cũng chẳng tham gia vào câu chuyện của người lớn. Thì tại sao lại gây khổ đau cho chúng chứ? Ngay cả tới bà Thi cũng bất lực với thứ tình cảm ngoài luồng của con trai mà can tâm trở thành đồng lõa. Đến khi nghe đứa cháu nói như vậy, trong lòng bà khơi dậy nỗi thương cảm vô cùng. Bà Thi ôm chặt đứa cháu nội vào lòng mà thể thốt với nó. Còn yên tâm, nhất định bà sẽ tìm cách giữ lại gia đình cho con. Nhất định bố mẹ con sẽ không bỏ nhau. Khách Dung lại nói tiếp. Vậy là bố con sẽ bỏ rơi cô Hà Thế còn em bé thì sao? Con cũng rất thích có em bé ạ. À. Giá mà đó là em bé do mẹ con sinh ra bà nhỉ? Bà Thi đầu óc như quay cuồng. Bà không ngờ đứa cháu bà tưởng như còn vô tri Chỉ biết hóng xem hoạt hình hay Doraemon. Lại hiểu biết nhiều như vậy. Suy nghĩ nhiều đến thế. Bà Thi hỏi lại con bé. Con biết những chuyện gì rồi? Mà tại sao con lại biết? Cái dùng ỏa lên khóc nước nở. Con biết hết rồi Con biết bố yêu cô Hà Biết bố và cô Hà có em bé Nhưng con không muốn bố bỏ mẹ đâu Có phải bố bỏ mẹ Thì sẽ cưới cô Hà Rồi sống với cô ấy Còn chị em con sẽ sang ở nhà bà phải không bà Bà Thi cố gắng dỗ dành cháu Còn hãy tin bà Bố mẹ con và hai chị em con Là gia đình không thể chia cắt được Không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu Cái dung hướng đôi mắt long lanh còn động lệ hỏi bà nội. Thế còn cô Hà và em bé sẽ thế nào ạ? À? Bà Thị cứng lưỡi, chẳng biết trả lời cháu thế nào. Chị đành đưa tay lau nước mắt cho con bé. Quả thật, nó còn chưa đủ 10 tuổi. Lại ra nó sẽ không phải vướng bận những chuyện của người lớn như vậy. Dẫu gì, cái Dung vẫn chỉ là một đứa trẻ mà bị đầu độc bởi những thứ hoen ố, làm tổn thương tâm hồn non nớt của con bé, thì thật là tội nghiệp. Lát sau để cháu nội, nín hẳn, bà Thi nói với nó con à Khi mẹ con về Thì con đừng vội nói gì kẻo mẹ giận Sẽ có lúc bà nói chuyện cô hàm với mẹ con Để mẹ con chấp nhận Cái dùng im lặng không trả lời bà nữa Có lẽ đầu nó chưa thể nghĩ tới như thế Bởi vậy vâng lời là tốt nhất Cũng khi ấy tại nhà chị Hà anh Dũng đang vui sướng, nấu cho cô vợ bé món gà ác khẩm hạt sen. Anh vừa múc ra bát, với hít hà mùi thơm, rồi ra điều tâm đắc lắm. Anh gọi chị. Em ơi, Em vào đây ăn gà hầm luôn cho nóng này. Chị Hà lúc này bụng bầu đã khá lớn, đang nằm trên ghế sofa lướt Facebook. Nghe anh Dũng gọi thì đáp với thái độ ngao ngắn. Lại gà hầm mà anh, em ngấy quá rồi. Con và em đều khỏe, anh không phải tầm bổ gì đâu. Cứ bắt em ăn lại quá bằng cha tấn đấy. Anh Dũng dưới bếp nói vọng lên. Em cố ăn đi, vì con cơ mà. Ba tháng nữa em sinh rồi. Anh hứa lúc ấy anh sẽ không ép em quá mức nữa em ăn theo chế độ là được. Nói dứt câu, giọng anh Dũng lại trùng xuống, rồi ngập ngừng, lát sau mới nói tiếp. Mà lúc ấy Nguyệt cũng về rồi, anh không thể thường xuyên qua đây nhiều như thế này được. Chỉ sợ cô ấy sẽ giận thêm, dù sao cũng là mình có lỗi. Chị Hà Sa sầm nét mặt, tỏ thái độ không vui mà đáp lại. Lúc ấy hãng ngay, rồi chị lại hỏi chồng hờ. Nếu chị Nguyệt cũng có người đàn ông khác thì anh tính sao? Có muốn cho họ toại nguyện và cũng là để mình tới với nhau không Anh Dũng lại không tin vào điều ấy mà trả lời Anh còn vướng hai đứa con Với lại chắc Nguyệt không thế đâu Chị Hà nhíu mày bực bội Định nói ra câu chuyện với anh Mạnh Nhưng rồi lại thôi Sợ vợ bé buồn Anh Dũng lại rụp thêm Em xuống ăn đi kẻo nguội Cố ăn đi Bao nhiêu công anh làm đấy Chị Hà không đáp Mà miệng cưỡng thoát ứng dụng và tắt điện thoại để đi xuống bếp Anh Dũng thấy sốt ruột cũng lên tận nơi đỡ chị xuống bếp. Chẳng hiểu họ hạnh phúc trong cái mong manh và lo lắng ấy thì thấy thế nào. Chỉ biết thời khắc ấy, họ như đôi vợ chồng trẻ âu yếm nhau hết sức ngọt ngào. Thế nhưng, nếu mà bà Nga mà nhìn bọn họ đưa đẩy thì ứa gan lắm đấy. Anh Dũng xé bên đuổi gà ác, đưa về phía chị Hà dỗ dành. Nào, há miệng ra, ăn chút đi em. Anh làm vất vả lắm đấy. Chị Hà lại há miệng ra nũng nịu. Rồi thời gian cũng thấm thoát trôi, cách ngày chị Nguyệt về tới sân bay cũng đầy đủ người thân đến đón. Chị chạy một mạch lại phía gia đình khi vừa nhìn thấy họ. Nước mắt chị Nguyệt rơi không kìm được khi nhìn thấy hai đứa con mình rứt ruột đẻ ra. Chị vội bế bổng thằng Nguyên lên mà âu yếm. Ôi, con trai của mẹ, Còn nặng hơn rồi đấy, sắp ra dáng thanh niên rồi. Thằng bé hồn nhiên cười khanh khách đến lại yêu. Còn bà Nga cũng xúc động nghẹn ngào khi được nắm tay con gái. Cả bà Thi nữa, ít nhiều bà cũng có tình cảm với con dâu nên bịn dịn lắm sau màn chào hỏi thắm thiết thì chị nguyệt mới phát hiện con gái có gì đó không ổn chị xoa đầu con bé rồi hỏi con gái của mẹ sao thế mẹ về mà con không vui à cái tung giận mình thẳng thốt nói không nên câu cứ lắp bắp con con anh dũng lại lên tiếng thôi cả nhà mình ra xe nhé về nhà tha hồ mà hàn huyên hai bà mẹ cũng gật đầu đồng ý ờ về thôi Thế là cả nhà ra ô tô đợi sẵn ngoài khu vực sân bay. Ngồi trên xe, chị Nguyệt vui sướng khi hai năm qua giờ mới được ngắm lại quê hương. Bất chợt, chị quay sang hỏi chồng. Công ty ngày trước em làm giờ thế nào rồi nhỉ? Chỉ là một câu hỏi mang tính chất tò mò, vô thưởng vô phạt mà anh Dũng giật tới bắn mình vội vã hỏi lại. Ờ, em hỏi gì cơ? Chị Nguyệt nhìn chồng thật kỹ. Hai năm qua anh Dũng vẫn vậy, tới một chút cũng không thay đổi dù chỉ có đôi mắt của anh là ẩn chứa gì đó lòng chị nguyệt lại bỗng dưng có gì bất an nhưng chị lại vờ như không nhận ra điều ấy mà trả lời anh không em chỉ một miệng hỏi lung tung thôi đúng là anh dũng không còn tâm trí đâu mà để ý xem vợ nói gì trong đầu anh chị đang lo lắng nghĩ cách giải quyết êm đẹp mối quan hệ với hai bà vợ sự trở về của chị nguyệt có phải là kết thúc không thì chẳng ai biết được đến anh dũng cũng chẳng biết chính xác thì mọi chuyện đi về đâu khi chị nguyệt về tới nhà thì cả gia đình mở tiệc nhỏ để ăn mừng vui vẻ dù rằng đó chỉ là vẻ mặt ngoài giả tạo của anh dũng trong bữa cơm bà thi lại hỏi con dâu bên ấy khổ cực quá phải không con giá như ngày ấy con đừng đi khi chị nguyệt chưa kịp trả lời mẹ chồng thì bà nga đã chen lời bởi bà sợ thông ra lộ những câu chuyện không hay trước mặt hai đứa trẻ bà nga lại trách vô vơ ở kìa bà Hôm nay con nó về đoàn tụ rồi thì chỉ nên nói chuyện vui thôi chứ. Có khúc mắc gì thì để vợ chồng chúng nó nói với nhau trước. Lúc đi chẳng phải thằng Dũng cũng đã đồng ý rồi sao? Bà Thi tỏ ra biết ý mà đáp lại. Ừ thì tôi nói vậy thôi, chứ chuyện trước kia đi hay không cũng là ở chúng nó. Chị Nguyệt đưa ánh mắt khó hiểu, nhìn cả nhà. Chị cảm nhận được chồng, mẹ chồng và cả mẹ đẻ có chuyện gì đang giấu giếm. Đúng lúc ấy, cái Dung đang gắp miếng sườn xào chua ngọt lên miệng ăn. Bỗng nhiên, miếng sườn chật khỏi đũa rơi xuống nền nhà. Chị Nguyệt hỏi con bé. Có sao vậy? Anh Dũng lại thay con trả lời. Chẳng miếng sườn khó gắp phải không con? Vậy thì con hãy cứ đưa tay lên mà cầm cho tiện, không sao đâu. Con bé cúi đầu lễ phép. Vâng ạ. À. Thằng cô Nguyên thấy thế thì cũng cười khanh khách. Lêu lêu chị Dung không biết cầm đũa. Nhưng thật ra, chẳng phải cái Dung vụng về mà bởi nó nghĩ tới chuyện của bố mẹ và cô Hà Nên đầu óc cứ như lơ lửng ở trên mây Bà Nga lại mắng át thằng Nguyên Thôi nào con, không trêu chị nữa Bà Thi thấy cái cảnh gia đình của con trai lúc này Mà lại rơi nước mắt Cái viễn cảnh này chỉ sợ sẽ không còn nữa Sau này liệu có được hạnh phúc thế này nữa không? Rồi bữa cơm cứ thế trôi qua Có lẽ xem chừng không muốn thấy cảnh buồn bã của con gái Cho khó xử Nên bà Nga đã về trước còn bà Thi nhận lúc con dâu dọn dẹp dưới bếp thì nói với con trai. Còn xem nhẹ nhàng nói cho vợ biết, nói năng lựa lời keo nó sốc đấy. Anh Dũng không trả lời mà gật đầu tỏ ý đồng thuận với mẹ. Cả hai người không ngờ rằng hành động lén lút ấy đã bị chị Nguyệt phát hiện. Tối đến, khi hai vợ chồng nằm chung trên chiếc giường sau những ngày xa cách, nhưng cả anh Dũng và chị Nguyệt đều cảm giác có gì lạ ở đối phương. Lẽ ra, họ phải cuốn lấy nhau đầy mãnh liệt, thì cả hai lại quay lưng nằm lặng lẽ. Anh Dũng không biết bắt đầu thế nào, còn chị Nguyệt muốn hỏi nhiều điều, nhưng rồi lại thôi. Họ cứ thế chẳng chọc tới nửa đêm, cầm lòng chẳng được, nên chị Nguyệt cất lời trước. Anh Dũng, anh có điều gì muốn nói với em phải không? Anh Dũng ngập ngừng trả lời. Nguyệt à, anh xin lỗi em, thời gian em đi, anh đã phản bội em. Nói rất câu, anh Dũng liền mím chặt môi như là tự khinh bỉ chính mình. Anh đang đón chờ cơn thịnh nộ của vợ. Nhưng không, chị Nguyệt đáp lại nhẹ nhàng. Ừ, vậy thì em tha thứ cho anh. Em hiểu cái cảm giác cô đơn anh phải chịu khi em ra đi. Chị Nguyệt không hề giận bởi chị nghĩ anh có ngoại tình cũng là do chị. Hơn nữa, chị còn thấy thanh thản vì chút được mặc cảm tội lỗi. Thôi thì coi như kẻ năm lạng người nửa cân anh dũng nghe vợ tha thứ dễ dàng thì lại cảm thấy vô cùng nhục nhã bởi anh không hề biết vợ đã từng ngoại tình nên thấy có lỗi lắm anh dũng cứ lăn qua lăn lại vì bứt rứt chị nguyệt lại hỏi chồng anh anh vẫn có chuyện gì giấu em phải không cứ nói đi anh dũng run rẩy trả lời cô ấy cô ấy đã có thai lúc này chị nguyệt mới sốc thực sự chị bật dậy mà ngồi như thiền ở trên giường rồi mới hỏi lại chồng anh nói sao cô bổ của anh có thai ư giờ anh muốn gì ly hôn à anh dũng cũng ngồi dậy xích lại gần vợ mà van xin anh biết anh là kẻ có tội nhưng anh không muốn phá nát gia đình cũng không thể bỏ rơi cô ấy được chị xin em chấp nhận mẹ con cô ấy có được không đời này kiếp này anh nguyện báo đáp em chị nguyệt khóc nhưng chỉ có hai hàng nước mắt chảy dài chứ nhất định không phát ra một tiếng nấc chị lại nghĩ về bản thân mình cũng vì tình cũ mà ra đi phải chăng ông trời đang bắt chị trả giá lúc sau chị cố nín khóc mà hỏi anh dũng cô ấy có thai mấy tháng rồi anh dũng trả lời thành thật bảy tháng rồi chị nguyệt cười nhẹ và nói với chồng như không còn cảm xúc anh gọi cho cô ta đi hãy nói sáng mai tới đây chúng ta sẽ nói chuyện đến muộn một chút sau khi bọn trẻ đi học hết đã anh dũng đáp lại vợ xin em rộng lòng với mẹ con cô ấy mọi tội lỗi do anh anh cảm tâm tình nguyện chịu tội anh là thằng tôi một thằng đốn mạt khốn kiếp chị nguyệt nói với chồng mọi chuyện tới bây giờ là quá muộn rồi anh đừng tự than trách ngày mai ba chúng ta sẽ nói chuyện thẳng thắn giờ anh nói với cô ấy đi rằng em gặp để nói chuyện cho rõ ràng chuyện sẽ không làm tổn hại gì cô ấy dũng buông một câu thừa thãi trong sự bất lực anh đội ơn em chị nguyệt không đáp lại nữa mà nằm xuống giường suy nghĩ xem làm thế nào với nhân tình của chồng. Chị biết họ đến với nhau là do chị ra đi, nhưng bảo chị chấp nhận kiểu một ông hay bà thì khó quá mà không chấp nhận. Cứ để ly hôn sẽ ảnh hưởng tới hai đứa con của chị. Càng nghĩ, chị lại càng hối hận trước kia đã yếu lòng mà nghe theo tình cũ. Còn anh Dũng cũng lấy máy nhắn tin cho vợ bé. Nguyệt biết chuyện rồi. Cô ấy muốn sáng mai em tới đây nói chuyện. Nguyệt cũng hứa sẽ không làm tổn hại tới em. Sáng mai, em em chờ quá tầm trẻ con tới trường, thì bắt taxi đến nhé. Chị Hà cũng nhắn lại, vâng, em biết rồi. Anh Dũng không nhắn gì nữa mà lên giường nằm. Sau đó, chị Hà thì lại gọi điện cho anh Mạnh. Đầu dây bên kia, anh ta vừa bắt máy, chị Hà đã thông báo. Anh ra đây luôn đi, chị Nguyệt đã về rồi. Anh Dũng báo với tôi là chị ấy đã biết chuyện của tôi và anh ấy. Anh dở ra phi trường luôn, để tìm chuyến bay sớm nhất mới kịp ra đây và có mặt ở nhà họ vào sáng mai. Anh Mạnh hào hứng đáp lại. Tôi chờ ngày này lâu quá rồi. Nhất định tôi sẽ có bằng được Nguyệt. Để mất cô ấy cả đời này thì tôi sẽ quẩn quại như đã từng đau khổ khi phải xa Nguyệt. Nói xong, anh Mạnh lập tức vào phòng riêng thu dọn vài bộ quần áo và cho vào vali cùng chút tiền mặt mà thôi. Anh ta không hay biết rằng vợ mình đã nghe thấy cuộc điện thoại đó Chị cố tình bình tĩnh hỏi chồng. Anh lại định đi đâu? Đêm khuya rồi. Anh Mạnh đáp lại vợ một cách lạnh nhạt tới rừng rưng. Tôi đi có việc cấp rồi về luôn. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Tiền trong tủ. Hai mẹ con muốn mua gì thì cứ lấy mà mua. Anh Mạnh nói rồi ôm vali chạy ra khỏi nhà. Mà anh ta không biết, cũng không hề quan tâm. Hai hàng lệ trên đôi mắt vợ trẻ cứ lã trạ rơi. Tối hôm ấy, năm người họ đã có một đêm không ngủ. 8 giờ sáng hôm sau, chị Hà có mặt trước cổng nhà anh Dũng. Trong nhà anh Dũng cũng thấp thỏm chờ vợ bé từ lâu, nên cứ đi ra đi vào ngóng trông. Vừa thấy taxi đỗ trước cổng, anh Dũng định bước ra luôn. Nhưng nhớ ra, vợ cũng đang ở gần mình, nên đôi chân dừng luôn không bước mà khựng lại. Đôi mắt anh Dũng hướng về chị Nguyệt với thái độ thăm dò. Chị Nguyệt lại chẳng tỏ ra một cảm xúc gì trên mặt mà quay xuống bếp. Anh Dũng cũng chỉ chờ có thế mà vì ngay ra cổng đón chị Hà vào Anh Dũng còn tranh thủ dặn dò vợ bé Em chỉ cần ngoan ngoãn xin lỗi cô ấy một câu Còn mọi tội lỗi cứ để anh chịu Chị Hà gật đầu không đáp lại Mà lững thững bước vào trong Lúc này chị Nguyệt đã ngồi trên sofa đợi sẵn Chị ra sáng uy nghiêm của vợ cả Mà nói với kẻ mượn chồng mình không trả Cô ngồi đi Chị Hà tuy đã chuẩn bị tinh thần Nhưng vẫn không thoát khỏi tâm trạng Có chút sợ sệt và lý nhí đáp em em chị nguyệt lại ra lệnh và thể hiện sự trịnh thượng của kẻ bề trên kêu cô ngồi thì cô cứ ngồi đi chị Hàn run rẩy ôm bụng ngồi xuống ghế đối diện còn anh dũng thì ngồi ở ghế băng dài cách cai người đàn bà anh đang chăm chú nhìn vợ để xem chị nguyệt định làm gì thế nhưng chị cũng rất bình tĩnh cái bình tĩnh này lại có chút đáng sợ chị nguyệt ân cần hỏi nhân tình của chồng như là một đặc ân cô có thai trai hay là gái có khỏe không Cả chị Hà và anh Dũng đều sừng sốt tới bất ngờ Rồi chị Hà mới trả lời Dạ con trai chị ạ à. Thành Nhi phát triển bình thường Chị Nguyệt gật đầu Như tỏ ý đã tiếp nhận thông tin Sau đó chị mới vào thẳng vấn đề Giờ hai người muốn thế nào Có muốn tôi tác thành cho hai người không Xem chừng hai người tình nghĩa sâu nặng quá nhỉ Chị Hà cúi mặt không dám đáp Còn anh Dũng lại nói với vợ Em à Còn con của chúng ta thì sao Nếu chúng ta ly hôn sẽ ảnh hưởng tới bọn trẻ lắm xin em nghĩ lại anh không thể vứt bỏ gia đình chị nguyệt cười nhạt anh à anh luôn miệng khẳng định cần con cần gia đình và không thể phủ nhận mình yêu cô ta anh được cười thật anh nghĩ sống như thế mà con cái không bị ảnh hưởng ư anh dũng đáp lại anh xin em hãy giữ lại gia đình cho các con em chỉ cần chấp nhận mẹ con hà là được anh hứa sẽ cân bằng hai bên chị nguyệt nhìn thẳng vào mắt nhân tình của chồng mà nói Cô Hà, còn cô, ý của cô thế nào? Chị Hà đáp lại với giọng điệu mệt mỏi. Em, chị còn biết xin lỗi chị. Bản thân em thực sự cũng không biết tính sao. Chị Nguyệt lại cười nhạt. Chẳng phải chị chỉ cười khinh đôi gian tình, mà là cười khinh cả mình. Bản thân chị tự trách, chính mình là nền móng cho sự phản bội của chồng. Khi ấy bất chợt bên ngoài có tiếng chuông cửa liên hồi, như rụp rã. Anh Dũng lại đứng lên và đi ra mở cửa, trước mặt anh là người đàn ông với cái giọng lờ lợ vì bị pha tiếng. "Xin lỗi cho tôi hỏi anh là Dũng, là chồng của Nguyệt có phải không? Tôi đến đây là có chuyện muốn nói với anh." Khi anh Dũng còn chưa định thần lại, thì người đàn ông ấy đã lách qua người anh mà vào nhà. Bên trong, chị Nguyệt đi chết đứng mà hỏi anh ta. "Anh mạnh, sao anh lại đến đây? Anh mau đi ra khỏi nhà tôi, nơi đây không chào đón anh." anh dũng cũng đã vào trong khuôn mặt anh ngây ngô như đứa trẻ chẳng hiểu chuyện gì còn anh mạnh vẫn tự tin đáp lại chị nguyệt em à về với anh đi em anh đã biết chuyện của chồng em và cô hà rồi nếu đã như vậy thì thôi chúng ta và hai người họ coi như sòng phẳng em đừng suy nghĩ gì nữa chị nguyệt hét lên anh điên rồi cút cút khỏi đây chị nguyệt quả nhiên là rất giận bởi không những chị không thoát khỏi tình cũ mà còn bị anh ta làm mất mặt trước mặt tình nhân của chồng đến anh Dũng, cũng tin hoàn toàn lời anh Mạnh mà nói với chị Nguyệt. "Thôi được, nếu em cũng đã có người khác thì anh chấp nhận ly hôn, coi như mọi sự đã được ông trời sắp đặt." Chị Nguyệt đáp lại, "Tôi cũng sẽ không tiến tới với anh Mạnh, nhưng là tôi muốn ly hôn, để anh và cô ấy được tự do mà đến với nhau mà thôi. Mọi chuyện giải quyết như vậy là ổn." Anh Mạnh lại chen vào, "Kìa, em nói thế là thế nào? Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, em không theo anh." còn lưu luyến làm gì ở đây nữa? Ba người họ bắt đầu rằng co đẩy qua đẩy lại, tạo thành một mớ bỏng bong không có hồi kết. Đại loại là anh Dũng không muốn ly hôn, nhưng vợ có người khác thì sẽ chấp nhận để vợ tọa nguyện. Chị Nguyệt lại muốn ly hôn để chồng về với nhân tình, chứ chị quyết không chịu theo tình cũ. Chuyện cứ thế mà dối như canh hẹ. Riêng chị Hà lặng lẽ, không tham gia câu chuyện, cái chị cần chỉ là kết quả. Thế rồi, khi những người lớn còn đang cự cãi, thì ngoài sân tiếng cây rung hét to. Tiếp theo là một tiếng động của vật nặng bị rơi từ trên cao xuống đất. Bây giờ bốn người lớn mới chạy nhanh ra sân, nơi có tiếng động đó. Tất cả đều bàng hoàng, khi thấy cây rung nằm sóng xoài ở đó, chị Nguyệt hét lên. Con, con ơi! Con bé mở mắt lý nhí đáp. Con xin lỗi, con trốn học về, để trèo lên lan can nghe chuyện. còn muốn biết bố mẹ có bỏ nhau không? Nói xong con bé nhắm mắt bất tỉnh, khiến tất cả hoảng loạn, vội vã đưa cái dung đi bệnh viện. Trong phòng, các bác sĩ cấp cứu một cách khẩn trương tích cực nhất. Bên ngoài cả bốn người nhìn nhau mà không còn lời nào để nói. Chị Hà ngồi xuống ghế trở ngoài hành lang bẩn thần suy nghĩ. Phải rồi, chị cũng coi con bé như con mình cơ mà. Lẽ nào lỡ cướp hạnh phúc gia đình nó, để con bé đau khổ. Chị cảm nhận được sinh linh bé nhỏ, cũng đang đạp vào bụng chị dãy lên. Chị khẽ mỉm cười. Chị chợt hiểu ra, thằng bé cũng đủ làm nguồn sống cho chị. Cần chị phải gây khổ đau cho nhiều người như thế. Anh Dũng ngồi cạnh cũng suy tư. Nếu con gái vì anh mà có mệnh hệ gì, thì anh sẽ ân hận cả đời. Chẳng phải con bé đã biết mọi chuyện, nên mới gian đông nỗi này sao? Và suy nghĩ của anh Dũng cũng trùng với suy nghĩ của chị Nguyệt. Chị cũng đang tự trách bản thân, làm cớ gây ra những hệ lụy thế này. Anh Mạnh nhìn chăm chăm vào thái độ của tình cũ cũng đau đớn tới phát khóc. Anh hiểu ra rằng yêu là mong muốn mang lại hạnh phúc cho người mình yêu. Thế mà anh đã làm gì thế này? Nước mắt chị Nguyệt đang rơi vì sao chứ? Dạ anh không xuất hiện lúc đó. Để câu chuyện không vỡ lở thêm thì con bé không bị như thế. Mà chị Nguyệt cũng không vì con mà đau khổ tới như vậy. Lúc ấy bác sĩ đẩy băng ca từ phòng cấp cứu ra và thông báo. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, người nhà có thể yên tâm. Nhưng Quan trọng là bệnh nhân có biểu hiện chấn động tâm lý. Cái này thì phải điều trị tích cực. Anh Dũng trị Nguyệt như vỡ hỏa vội chạy theo băng ca để đẩy con về phòng hồi sức. Còn anh Mạnh và chị Hà cũng lạnh lẽ biết theo sau. Khi qua cửa sổ phòng bệnh, chị Hà chỉ cho anh Mạnh cảnh vợ chồng anh Dũng đang cùng nhau lo lắng cho con gái mà nói. Anh nhìn xem, họ mới đúng là một gia đình. Chúng ta có lẽ đã sai rồi. Anh Mạnh im lặng không đáp anh cũng đang dối bời không biết trả lời thế nào đúng khi ấy anh lại có cuộc gọi tới thấy số điện thoại của mẹ mình anh vội bắt máy thì nghe bà nói mày đi đâu đấy lại vẫn nó bế con nhỏ đi từ sáng tình mơ nó nhắn mày không cần tìm nó nữa tao hỏi mày mày đã gây ra chuyện gì anh mạnh như bừng tỉnh anh không thể lập lại thảm kịch này anh phải đi lại tìm vợ con của mình còn chị hà cũng nhanh chóng đi về căn nhà nhỏ Chị xếp quần áo vào vali cùng một chút tiền Chị sẽ vào Đà Nẵng với chị gái Để sinh con và làm lại cuộc đời ở đó Dĩ nhiên Chị sẽ không nói cho anh Dũng biết Mà chỉ để lại một bức thư Anh Em biết khi chuyện của bé Dung ổn định Thì anh sẽ đến tìm em Nhưng em không muốn anh khó xử thêm nữa Để em quyết định giúp anh vậy Em sẽ tới một chân trời mới Để làm một single mom thật tốt Anh an tâm Mọi thứ phải về đúng quy luật của nó Là em bước chân vào gia đình anh Là em sai Em mong anh hãy giữ mãi mái ấm cho các con anh Chị Hà xếp bức thư ngay ngắn trên bàn Rồi đi luôn không dám ngoái đầu lại Chị không hối tiếc khi có con Chị là hối tiếc khi không thể cho nó gia đình trọn vẹn Lại càng không thể vì đứa con này Mà cướp mất gia đình của hai đứa trẻ Chuyện sau này thế nào Để hai vợ chồng họ tự giải quyết Còn chị không thể chen vào gia đình họ nữa. Chị vốn là một kẻ thừa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã vừa lắng nghe xong bộ truyện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, Thu Hà xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những bộ truyện tiếp theo.